Em xem câu 10 nhá, đáp án C đấy, là đánh bị lỗi đấy. 3 phần 2 chứ không phải 5 phần 2 đâu. Gõ này, gõ lại, em gửi anh bản lại, gửi lại bản lại đi. Nhắn cho các thầy trên nhóm đi. Vào đây đấy. Mình nghe rõ chưa không biết? Alo các thầy, anh phát line rồi đấy. Anh phát line rồi. Anh Phấn ơi. Alo. Câu 10 anh sửa. Sao em? Câu 10 đã bị lỗi. Bị 3 phần 2 chứ không phải 5 phần 2. Đánh có các em gì? Các em chỉnh luôn luôn, các em chỉnh luôn trực tiếp ở trên đó luôn nhá. Khi các em làm mà các em vẽ luôn trực tiếp và viết luôn lên đấy luôn. Nhá. Gõ đề bị sai câu 10. Ờ đúng rồi. Rồi, cái câu đề cái câu 10 mà nó sai chỗ 5 phần mấy ấy, các em viết luôn lên đấy luôn. Nhá. Rồi. Các em viết luôn trực tiếp bên đấy câu nào mà nó đang bị lỗi ấy, các em viết luôn trực tiếp luôn trên đó luôn cho nó nhanh. Được chưa nào? Nào thôi bây giờ thế này nhá, anh bắt đầu phát live rồi. Ở trong toliha.vn á các em share đi. Nghe chưa? Rồi. Em anh phát rồi. Rồi. Bây giờ anh bỏ rồi, em nói thì em nói nhá. Đây ok này. Bây giờ anh sẽ nói trước nhá, một chút nhá. Thế là kính thưa các quý vị phụ huynh và các em học sinh trong toàn quốc, trong cái kỳ thi trung học quốc gia năm nay có rất nhiều cái biến động về dịch Covid, chính vì thế cho nên Toliha cũng phải làm on, và Toliha là một trang on rồi, cho nên chính vì thế các thầy tổ toán gồm có thầy Nguyễn Chiến, thầy Cao Phi, thầy Lê Hải Trung và thầy Nguyễn Ngọc Sơn đều là những giáo viên rất có nhiều kinh nghiệm và là một trong những giáo viên tâm huyết đang giảng dạy trực tiếp trên Toliha cũng như trên các lớp học của các thầy ở từng khu vực một. Như thầy Nguyễn Chiến là một trong những giáo viên giảng dạy được rất nhiều học sinh cũng giống như các phụ huynh trong toàn quốc, và nhất là các giới giáo viên là rất uy tín thầy. Hiện nay thầy là một trong những giáo viên viết được rất nhiều các cái đầu sách cùng với là tổ chức những cái lớp học mà đang trực tiếp giảng dạy ở Tân Tây Đô. Còn thầy Cao Phi là một trong những giáo viên dạy toán với một cái phong cách giảng dạy đó là điềm tĩnh, chắc chắn, mà các em học sinh thì đều biết thầy Cao Phi là một trong những giáo viên cùng với thầy Lê Hải Trung để thầy Nguyễn Chiến để giảng dạy về môn toán ở cấp 3 ở trên Toliha. Và cũng xin giới thiệu với quý vị phụ huynh cùng với các em học sinh, ngoài thầy Chiến và thầy Cao Phi còn có thầy Lê Hải Trung và thầy Nguyễn Quốc Sơn. Đây là một trong hai giáo viên mà rất năng nổ và rất tài năng, không những có uy tín trong vấn đề giảng dạy offline nhưng vẫn còn có một cái uy tín và sức hút rất lớn trong vấn đề giảng dạy online trên toliha.vn. Toliha rất hân hạnh là giới thiệu cùng với quý vị phụ huynh và các em học sinh, nhất là 2K3 và đặc biệt nhất là 2K4 các em học sinh sang năm thi đại học. Thầy xin giới thiệu là các thầy sẽ chữa phân tích cụ thể một cái đề, đó là đề mã đề 101 mà vừa mới thi vào chiều hôm nay. Phần quan trọng nhất đó vẫn là phần phân tích định hướng để cho các em 2K4 các em có cách nhìn nhận tổng thể chung về cả một cái đề thi để các em có thể ôn tập và làm tốt vào đề thi sang năm. Còn các em mà đã thi xong rồi thì đương nhiên các em có thể giải trí một chút để xem các thầy, xem các thầy phân tích cái đề này nó như thế nào, để ngày mai chúng ta có khí thế chúng ta tiếp tục chiến đấu với cái môn toán, môn hóa và môn lý cùng các môn khác. Bây giờ thầy sẽ nhường lại cái trường quay này, nhường lại toàn bộ cái phòng Zoom và live stream này cho thầy Nguyễn Chiến. Mời thầy, thầy sẽ triển khai toàn bộ cả cái kế hoạch để triển khai. Vâng, cảm ơn các thầy. Dạ vâng, cảm ơn thầy Chiến. Thầy vẫn chuyển Zoom, chuyển lời hot nhé. Chào toàn thể các bạn, 2K3 vừa thi đề hôm nay, đề toán hôm nay là thi vừa thi xong chiều nay, thì các thầy ở bên Toliha sẽ cùng phân tích và định hướng cách làm một số các chữa full 50 câu để cho các bạn, chủ yếu là để cho khóa sau các bạn sẽ có cách nhìn tổng quan về đề. Chúng ta sẽ có cái kế hoạch ôn tập cho nó tốt. Và các bạn 2K3 thì khi xong rồi các bạn có thể check đáp án hoặc không là tùy theo các bạn, bởi vì là các thầy trên rất nhiều nơi đã chữa cái đề và các bạn có thể tham khảo. Nhưng mà ở đây thì các thầy sẽ tự tin là sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết và chuẩn chỉ nhất có thể.
và chắc chắn là sẽ đúng được 100%, nên các bạn yên tâm không bị lỗi đáp án nhé. Thế thì bây giờ nhìn qua cái đề này thì đề này phân hóa khá tốt, và năm nay Covid, tuy nhiên là chỉ những câu đầu là cơ bản thôi, còn là những từ câu 43, 44, 45 đến 50 thì cũng là phân loại rất là tốt, và khả năng là năm nay là phân hóa tương đối kỹ hơn cả năm ngoái. Và cái đề năm nay có vẻ như nó phân hóa kỹ hơn so với các đề của năm trước, phải không các thầy nhỉ? Vâng, đúng rồi. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta vào việc luôn, chẳng muộn nhé. Dạ vâng. Thôi mời thầy Chín thì chiến đấu luôn 10 câu đầu để phân tích, rồi gửi gắm đến tình cảm về môn học đến cho các em rồi. Mời thầy chiến đấu luôn. Và các thầy chuẩn bị nhá, các thầy nhá. Vẫn chuyển mic cho chị hót cho em ạ. Rồi. Anh chỉ hót cho em rồi. Ok, rồi mình bắt đầu nhá. Ok em. Mình vào câu số 1 này. Câu số 1 chúng ta sẽ có cái bảng xanh và chữ vàng đây. Rồi. Chữ thầy thì không được đẹp nên là các bạn thông cảm. Đấy. Ok chưa? Chúng ta bắt đầu câu số 1 này. Đơn giản hơn, mình sẽ hướng dẫn 10 câu đầu. Trong tiếp theo câu 11 là bắt đầu thầy Hải Trung bắt đầu hướng dẫn cho các bạn nhá. Câu 1 này, tập nghiệm của bất phương trình. Đây là dạng A mũ x nhỏ hơn B với cái cơ số là 3 này. 3 lớn 1 rồi. Như vậy là ta thấy này. X sẽ nhỏ hơn nhá. Log x cơ số 3 của 2, đúng không nào? Như vậy là chúng ta chọn được đáp án A. Câu 1 đáp án A nhá. Rất đơn giản thôi. Nhá. Câu 2 này. Câu 2 các bạn trả lời này, câu đầu. Tích phân 11 là bắt đầu từ 1 đến 4 của f(x) dx bằng 3. Tích phân từ 1 đến 4 của g dx bằng -2. Như vậy ta có công thức là tích phân từ A đến B của f(x) dx cộng với tích phân từ A đến B cùng cận nhá của g dx thì bằng tích phân từ A đến B của f(x) cộng g dx. Thế được chưa? Cái này quá cơ bản rồi. Như nào? Nếu mà trừ thì ta trừ đấy thôi nhá. Thì cái này bằng -2. Như vậy ta sẽ có kết quả cái này này, tích phân này được chưa? Kết quả tích phân này sẽ bằng 3 trừ đi trừ, đúng không? Đây là -2. -2. Đó, và bằng nào? Ta đặt y là bằng này nhá. Như vậy ở cái câu 2 chúng ta chọn được đáp án C, được chưa? Câu 2 là đáp án C nhá. Câu 3 này, để chức nhanh cái này thôi, rất đơn giản thôi để cho thầy chúng tiếp tục này. Đấy, chúng ta vừa làm phân tích lại một chút để cho các bạn 2K4 có thể vào xem một chút nhé. Phương trình mặt cầu đó, có tâm rồi, có bán kính rồi nhá. X trừ A tất cả bình phương cộng Y trừ B tất cả bình phương cộng Z trừ C tất cả bình phương bằng R bình phương, được chưa nào? Đó, ABC là 1 trừ 4 0. Như vậy ta thấy này, ở đây đấy thì bán kính bằng 3 rồi thì 3 bình sẽ bằng 9. Như vậy dễ dàng ta tìm được đáp án là đáp án B, đúng không? X trừ 1 tất cả bình, đúng không? Đấy, cộng với đây à đây thì biết chấm x trừ 1 tất cả bình này cộng với y trừ 4 y cộng 4 tất cả bình nhá. Đó, cộng với z trừ 0 tất cả bình bằng 9. Chúng ta đối chiếu đáp án nhá. Đấy, đó thì ta nhận được đáp án gì nhỉ? X trừ 1, cái này như là bị ban biên tập vừa gõ lại đề nên là nó hơi sơ suất một chút, có thể gõ nhầm đề nhá. Đề chuẩn của nó là thứ này số cộng nhá, các bạn xem lại cho thầy nhá. Ok, x trừ 1 tất cả bình cộng y cộng 4 tất cả bình cộng z bình bằng 9. Rồi, ok, chúng ta chọn được đáp án B. Câu 4 này. Đó. Đề gốc của nhá, đề gõ lại nhá, vì vừa nãy các bạn biên tập nó rất là vội và các ban biên tập đã gõ lại hết 50 câu rồi nhưng mà rất vất vả, thời gian gấp nên là và cái ảnh các bạn gửi về đấy thì nó không được rõ chữ lắm. Ban biên tập họ chỉ gõ thôi. Vì nó ảnh rất mờ nên các bạn hãy thông cảm nhá, vì các bạn có thể đối chiếu cái mã đề gốc của các bạn và cái câu tương tự cũng được nhé. Các mã đề nó chỉ thay số thôi, không có vấn đề gì cả nhé. Các bạn xem tiếp này. Câu số 4 này. Đường thẳng đi qua điểm M là 3 trừ 1, đúng không? 3 trừ 1 4, được chưa? Và có vector chỉ phương là -2 4 5. Như vậy ta sẽ có phương trình là x bằng đấy để tham số x bằng x0 cộng a nhân t, y bằng y0 cộng b nhân t, z bằng z0 cộng c nhân t, được chưa nào? Suy ở đây chúng ta rất là đơn giản thôi nhá. X bằng 3 cộng với lại -2t nhá, cộng với -2 mà. Y bằng -1 nhá, cộng với 4t. Và z sẽ bằng 4 cộng với lại 5t, được chưa? Đó, có đáp án không? Nhá. Các bạn thấy là đáp án này đáp án A, đúng không? À, đáp án D. Sau đây nhìn cái này hơi mờ một chút. Ok nhá. Đáp án D là câu 4. Rồi, tiếp tục.
Tối nay các thầy sẽ đăng tầm một cái mã đề tiếp theo nhá. Các bạn chú ý này, câu số 5 này, bảng xét dấu đạo hàm như sau, để một này dễ nhá. Số điểm cực trị có nghĩa là số lần đổi dấu thôi, một lần đổi dấu, hai lần đổi dấu, ba lần đổi dấu, bốn lần đổi dấu à? Các bạn xem có đúng bốn lần đổi dấu không nhá. Đấy, bốn lần đổi dấu thì có bốn điểm cực trị nhá. Câu 5 là ta chọn 5D nhá. Ok chưa? Nhá, có số lần đổi dấu thôi, cái này không khó gì cả nhá. Các mã đề khác cũng tương tự như vậy thôi. Người ta chỉ hỏi người ta thay số thôi nhá, hỏi điểm cực trị. Rồi, câu 6 này. Đồ thị hàm số nào sau đây dưới dạng như này, đúng không? Đồ thị có dạng như này, các bạn chú ý này. Đấy, thì đây đi xuống đúng không? Thì đây là hàm bậc 4 trùng phương rồi. Hệ số A nhỏ hơn không? Ta chọn luôn đáp án A, mấy giây thôi. Và nhìn bằng ánh mắt chứ không tính bằng thời gian đúng không nhỉ? Câu 6 đáp án A. Ok chưa? Rồi, nhá. Câu 7 này. Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung cộng bằng. Cắt trục tung nhá. Đồ thị giao với trục OI, đồ thị hàm C giao với OI. Có nghĩa là mình sẽ cho x bằng 0, đúng không? X bằng 0 theo vào đây. Y sẽ bằng trừ 3. Như vậy đáp án của chúng ta là đáp án D. Câu 7 là đáp án D nhá. Tiếp tục này. Mời các bạn sang câu 8. Đây là công thức tính chỉnh hợp đúng không nào? Câu 8 này. Nhá, câu 8. Câu 8 là AKN thì bằng N dây thừa trên cho N trừ K dây thừa. Các bạn chú ý công thức rất quan trọng lớp 11. Cái này quá trình ôn luyện các bạn là gặp quá nhiều rồi. Mong bạn nào mà không ôn kỹ thì có thể nhầm nhá. Đấy, thì câu này là đáp án gì? Đáp án D đúng không? N dây thừa trên N trừ 4. Ok. Câu số nào là câu số 9 này. Phần thực của số phức này, phần thực là phần không chú ý nhá. Số phức Z bằng A cộng BI. Z bằng A cộng BI. Thì phần A là phần ảo. B là phần phần thực cho nào. Đó. Thì như vậy phần thực chính là số 5 đúng không? Câu A. Câu 9 là đáp án A. Đấy, mấy giây là xong rồi mà. Đầu hàm bằng số này cái này bị nói thì nhắc nhắc lại câu này nhá. Các bạn chỗ này 3/2 nhá. Thì các bạn chú ý công thức này. Y bằng x mũ alpha nhân điều kiện có thỏa mãn rồi thì chúng ta hàm ra y phẩy bằng alpha nhân x mũ alpha trừ 1. Như vậy ta có y phẩy sẽ bằng gì đây? 5/2 này nhân với x mũ 5/2 trừ đi 1 đúng không? Bằng 5/2. X mũ 5/2 trừ 1 thì bằng 3/2. Như vậy ta chọn được đáp án C. Nhá, ok. Thầy đã hoàn thành xong 10 câu rất cơ bản từ đầu. Thì mời thầy Hải Trung tiếp tục đồng hành với các bạn từ câu 11 đến câu 20. Mình thầy Trung nhá, để thầy chuyển tiếp cho thầy Trung nào. Nhờ thầy Chiến chuyển nào. Ok, chuyển rồi đấy, chuyển. Vâng. Ok nhé. Các thầy mở hết cam lên luôn cho tôi cái. Học này như là mình như chữa bài tập về nhà mà có gì đâu. Ok nhé. Vâng, nó giống như bài tập về nhà mà. Các thầy có thể phân tích sâu hơn một chút để cho học sinh người ta các em 2K3 người ta 2K4 người ta nắm bắt được. Mình cho mê hết mic đây này, à hết cam bên đi các em. Các thầy. Chào các bạn nhé. Câu Vâng. 11 này đến câu 20. Thầy thầy Trung cho cam lên đi thầy Trung. Cho cam rồi đấy. Cam rồi, Thì có là cam cho anh. rồi. Thầy Phấn mình thầy Trung bật cam rồi. Ok, sao không thấy nhỉ? Câu 11 này cũng là câu hỏi định nghĩa nguyên hàm thôi. Cái nguyên hàm của x thì là nguyên hàm của x bình thì là x mũ 3 trên 3 và nguyên hàm của 4 là 4x và có cộng c. Vậy đáp án câu 11 của mình sẽ là c. Đơn giản. Và câu 12 thì các bạn nhìn rất nhanh. Vector OA chính là tọa độ của điểm A trừ 2, 3, 5. Đây thì đáp án của mình cũng sẽ là A. Câu 13. Câu 13 này rất nhiều bạn nhầm. Các bạn phải đọc thật kỹ này, nó hỏi gì đây? Giá trị cực tiểu. Giá trị cực tiểu là y đúng không? Là y cực tiểu. Vậy đáp án của chúng ta phải là giá trị cơ mà là C. Rất nhiều bạn lại cứ chọn đáp án là A là sai. Các bạn đọc thật chậm đề bài thôi. Nhìn kỹ nhá. Câu tiếp theo, đồ thị fx nó hỏi nghịch biến, muốn xem nghịch biến đồng biến. Rất nhiều bạn lớp 12 bây giờ đang học rồi. Các thầy cô đều dạy là chúng ta phải nhìn từ trái qua phải. Nếu nghịch biến là nó sẽ đi xuống, còn đồng biến thì sẽ là đi lên. Vậy các bạn nhìn này, đáp án A của mình từ 0 đến 1, 0 đến 1 là đồ thị đang từ trái phải này đang đi xuống này, các bạn nhìn là đi xuống đúng không? Đi xuống. Vậy đáp án đúng của mình là A. B thì là âm vô cùng đến 0, âm vô cùng đến 0 nó vừa đi xuống vừa đi lên, nhìn thấy chưa? C cũng vậy này, 0 đến dương vô cùng cũng từ vừa đi xuống vừa đi lên.
D cũng thế, với đáp án đúng của mình phải là A. Với 4 câu từ 11 đến 14 cũng khá đơn giản. Thì tiếp từ câu 15 nhá. Sao không làm cái này? Câu thì Trung chọn cái bút đỏ đi, nếu thầy viết ở bên cái phần bảng trắng đấy. Câu 15. Thì các bạn nhìn này, nó là nghiệm của bất phương trình. Nghiệm của bất phương trình, à nghiệm của phương trình đúng không? Thì chúng ta biết rồi, loga cơ số A có x mà bằng B thì thầy suy ra được là x của mình bằng A mũ B. Và áp dụng bài này thầy sẽ suy ra được là 5x của mình sẽ phải bằng 3 mũ 2. Vậy suy ra x của mình bằng 3 mũ 2 trên 5 là 9 phần 5. Vậy đáp án của mình sẽ là C. Được chưa? Câu 16 này. Thôi 16 thì dễ rồi đúng không? Chúng ta nhớ một tính chất của nguyên hàm từ A tới B có F có nguyên hàm của KFX DX tích phân từ A đến B của KFX thì bằng K nhân với tích phân từ A tới B của FX DX. Vậy kết quả thầy chỉ cần nhân thêm 3 vào thôi. Vậy thầy sẽ được sẽ là 12. Đó. Tiếp này. Thể tích của một khối lập phương thì V thì bằng một cạnh mũ 3, 5A tất cả mũ 3. Và đây thầy sẽ được đáp án là C125. Tập xác định của hàm mũ, tập xác định của hàm mũ thầy nhắc rất nhiều rồi. Các bạn đã học rồi đúng không? Tập xác định chính là R. Vậy câu 18 đáp án là A. Thầy cho chúng ta sang câu 19, 20 nhé. Câu 19 thế nào? À, câu 19, 20 thì cũng chỉ là hai câu lý thuyết thôi. Đây, diện tích công thức thôi đúng không? Diện tích của mặt cầu bán kính R công thức 4pi R bình. Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. Tiệm cận đứng là nghiệm của mẫu thôi. Đây, cái này cho cái này bằng 0 đúng không? Thì sẽ có x bằng 1. Vậy, đáp án của mình là A. Vậy câu từ 11 đến 20 cũng chỉ là những câu vận dụng để các bạn lấy điểm tốt nghiệp. Chúng ta xem tiếp câu 21 đến 30 nhá. Thầy sẽ chuyển mic cho thầy Phấn. Nhỉ? Alo thầy Chiến. Thầy Trung đã chữa hết câu 20 rồi thầy Phấn ạ. Tất cả câu 20 thì thầy Phấn có nhận định gì không? Nó 20 câu đầu này dành tốt nghiệp thì đúng không thầy Phấn? Vâng. Nên cái này quan trọng nhất là thầy Chiến và thầy Coffee cho ý kiến xem như thế nào. Ở những cái câu từ câu 10 cho đến câu 20 đây thì đối với những cái học sinh mà không phải là đi chuyên sâu về khối A và khối A1 cũng giống như khối B mà các em mà chỉ là thi khối D thôi thì các cái câu này chắc chắn là phải nắm chắc rồi đúng thầy Phi nhỉ? Đối với những câu này thì chủ yếu là dành cho tốt nghiệp, thế nên là dạ vâng. Theo em nghĩ thì đa số học sinh sẽ làm tốt, trừ khi dạ vâng. Những học sinh nào nó bị nhầm thôi, gọi dạ vâng. Là sai ngu ấy. Dạ vâng. Sai ngu. Vâng. Giáo viên sợ nhất là học sinh đi thi sai ngu. Sai ngu. Dạ vâng. Thôi thôi về mời thầy Phi thôi. Mời thầy Phi nhỉ? Hay là thầy Trung chuyển lại hot cho anh đi. Thầy Trung lại chuyển hot lại cho anh rồi đúng không nhỉ? Rồi rồi. Ok ok. Nhưng mà không hiểu tại sao lại không lên được cái video của các thầy nhỉ? Cam của các thầy bật hết lên đi cho mình cái. Ok chưa nhỉ? Bật đấy, bật em nhìn thấy mọi người mà. Ok. Em nhìn thấy hết mà. Dạ vâng. Mình phải làm được như thế này mới đúng này nhỉ? Đúng không? Thế thì thầy đến lượt thầy Cao Phi, thầy Cao Phi. Cao Phi. Anh chuyển hot cho Cao Phi nhá. Vâng vâng. Ok, cảm ơn Cao Phi. Rồi.
Ok em xem màn hình đi. Đó, Cà Phi cứ xem màn hình là bên này là chỉ có mình cái màn hình của anh thôi này. Không thấy các thầy đâu này. Lạ nhỉ. Anh mở nhỏ nhỏ cái zoom lại sẽ được ạ. Sẽ thấy đấy. Đây, anh mở rồi. Chúng ta đây. Tiếp tục cái câu 21 trong cái đề thi của Bộ Giáo dục. Câu 21 các em để ý đấy. Đề đây chỗ này nó bị lỗi một chút các em nhé. Không phải sao cả. Các bạn có mắt đấy, các bạn có đề gốc mà. Đề này nó bị lỗi một chút đi nha. Thầy có thể chỉnh lại đề đi. Đây, đề nó sẽ là loga cơ số A của, đây là căn bậc 4 nha, không phải căn bậc 3 nha. Căn bậc 4 của A. Phải nhớ mờ quá. Thì đối với cái câu này thì nó chỉ là công thức biến đổi công thức loga một cách đơn thuần thôi. Cái này kèm nhớ công thức thì chúng ta sẽ biến đổi được. Ví dụ như câu 21 thì chúng ta sẽ sử dụng công thức nào? Thì đây chúng ta sẽ sử dụng cái công thức là gì? Đầu tiên nhá, chúng ta phải nhớ đến về phần lũy thừa trước. Lũy thừa là gì? A mũ, căn bậc n của A mũ k. Thì anh này sẽ là bằng A mũ k chia cho n. Tương tự như vậy, thằng này căn bậc 4 của A. Thì anh này, A ở đây là A mũ 1, tức là k bằng 1, n bằng 4. Thì ở đây sẽ thành A mũ 1 phần 4. Đó. Sau đó chúng ta sẽ biến đổi. Áp dụng cái công thức loga gì? Loga cơ số A của A mũ alpha. Thì nó sẽ là bằng alpha. Đúng không? Cái này là tính chất. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta sẽ áp dụng nhá. Đây là loga cơ số A của căn bậc 4 của A. Anh này sẽ là bằng loga cơ số A của A mũ 1 phần 4. Đấy, áp dụng đúng cái tính chất của loga này, chúng ta sẽ đưa ra nó sẽ là bằng 1 phần 4. Đấy, các em nhìn thấy chưa? Kết quả, vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Ok chưa? Vậy là câu số 21, một câu rất là dễ chúng ta đã làm xong. Câu này cũng ở mức là chỉ dành cho tốt nghiệp thôi. Câu này bạn nào mà xác định thi đại học môn toán mà sai nữa, vứt đi rồi. Đúng không? Câu 22. Tiếp tục câu số 22 này. Câu này liên quan đến thể tích của cái hình chóp của chúng ta. Công thức thể tích chóp V nó sẽ là bằng 1/3 diện tích đáy nhân với chiều cao H, hay là một cái công thức nữa là 1/3 B nhân với H. Ok chưa? Thì ở đây đề bài cho cái khối chóp có diện tích đáy B đây rồi. Các em thấy chưa? Đề bài cho B là bằng 5 nhân với A bình phương. Và H ở đây cũng cho là bằng A. Vậy từ đó chúng ta tìm ra được V nó sẽ là bằng 1/3 B nhân với H, tức là 5 A bình nhân với A. Vậy nó sẽ thành bằng 5 A mũ 3 chia cho 3. Đó, 5/3 A mũ 3 chính là đáp án D của chúng ta. Ok chưa? Đấy là câu số 22. Câu này cũng là một câu rất đơn giản. Tương tự như vậy chúng ta sẽ tiếp tục câu số 23 nhé. Câu này cũng ở mức thông hiểu thôi, để các em lấy điểm tốt nghiệp. Câu số 23 này. Cho cái mặt phẳng P có cái phương trình. Đây là phương trình mặt phẳng P rồi. Đề bài nó hỏi vector phát tuyến của mặt phẳng P. Đấy, vector phát tuyến thì các em để ý này, cái công thức phương trình mặt phẳng P nó có này, dạng tổng quát là gì? A nhân x cộng B nhân y cộng với C nhân z cộng với D. Cộng với D bằng 0. Các em thấy chưa? Thì đối với cái phương trình này thì chúng ta suy ra được vector phát tuyến nó sẽ là gì? Hệ số của x, y, z, đúng không? Chúng ta cứ nhặt nó vào thôi. A, B, C. Đấy, các em thấy chưa? Thì tương tự đối với cái mặt phẳng P này. Mặt phẳng P đề bài cho là gì? 3x trừ đi y cộng với 2z trừ đi 1 bằng 0. Thì từ đây chúng ta có vector phát tuyến n sẽ có tọa độ là 3 trừ 1, 2. Đúng chưa? 3 trừ 1, 2. Chúng ta đối chiếu xem các đáp án. Thì ở đây có đáp án B là trùng này, chúng ta chọn được đáp án B luôn, đúng không? Câu này cũng không được phép sai nhé các em nhé. Đi thi đại học sai câu này chết đấy. Đấy là câu số 23, chúng ta tiếp tục.
Câu số 24. Câu số 24, vừa nãy chúng ta gặp một câu liên quan đến thể tích của chóp, bây giờ chúng ta lại có một câu nữa liên quan đến thể tích. Nhưng ở đây nó không phải là của chóp với lăng trụ nữa, mà là khối trụ tròn. Cụ thể ở đây là trụ tròn xoay. V nó sẽ là bằng gì? Diện tích đáy nó sẽ không có 1/3 đúng không? Không giống nón, diện tích đáy nhân với chiều cao. Đáy là đường tròn PR bình phương nhân với H. Đó. Đề bài cho gì? Khối trụ có bán kính đáy R bằng 6. Đây, R, phải viết R nó hơi khác một chút nhé, R lớn nhé. R lớn đây là bằng 6 này, chiều cao H bằng 3. Đấy, về chúng ta đặt vào đó. V nó sẽ là bằng pi nhân với R bình phương, 6 bình phương. 6 bình phương nhân H nhân 3. Đó. Cái này nó sẽ ra được là 108, 36 nhân với 3, 108 pi. Đáp án của chúng ta là đáp án A. Đây cũng là một câu cơ bản. Vậy là chúng ta đã xong câu 24, đúng không? Tiếp tục câu số 25. Đối với câu số 25, ở đây nó cho hai cái số phức và hỏi một cái số phức mới. Và số phức mới này là gì? Nó là tổng của hai số phức đề bài đã cho. Cái này liên quan đến cái bài toán là gì? Phép toán của số phức. Cụ thể là gì? Phép cộng, phép toán nhỉ? Của số phức. Số phức thầy viết tắt. Và đây là cộng hai số phức, đúng không? Cộng hai số phức, cái này thì các em có thể sử dụng máy tính được, hoặc là chúng ta tính tay như bình thường. Thì ở đây Z cộng với V kép, thì cộng hai số phức rất đơn giản thôi. Phần thực cộng phần thực. Phần thực của Z là 4. Phần thực của V kép nó sẽ là 3. 3 cộng 4 là 7. Sau đó phần ảo cộng phần ảo. Các em nhớ phần ảo thì chúng ta không xét cái y nhá. Phần ảo là B thôi. Đấy. Thì ở đây phần ảo của Z là 2. Phần ảo của V kép nó sẽ là trừ 4. 2 cộng với trừ 4 nó sẽ thành là trừ 2. Và nhân với đơn vị ảo là y. Đấy, vậy thì kết quả này, số phức mới nó sẽ là 7 trừ 2y, chính là đáp án B. Đây cũng là một câu cơ bản để cho các em lấy điểm. Vậy là câu số 25 chúng ta đã chưa xong. Tiếp theo câu số 26. Câu số 26 nó liên quan đến cái kiến thức của dãy số lớp 11. Cụ thể đó là cấp số nhân. Cấp số nhân. Trong cấp số nhân thì nó sẽ có những cái một số cái khái niệm liên quan đến cấp số nhân, đó là công bội. Các em nhớ cho thầy. Thì xác định công bội thì ở đây rất là đơn giản. Đối với bài này, đối với câu 26 này rất đơn giản. Tuy nhiên thầy sẽ đưa lại cho các em cái công thức tổng quát của nó. UN sẽ là bằng gì? Anh này sẽ là bằng đây là cái định nghĩa của cấp số nhân nhá. UN trừ 1 nhân với Q. Đấy, với Q là công bội. Anh này là công bội này. Đó. Thì ở đây áp dụng vào đúng cái bài này. U1 với U2 thay ở đây N bằng 2 nhá. U2 sẽ là bằng U của 2 trừ đi 1, tức là U1 nhân với Q, đúng không? Từ đó chúng ta tìm ra được Q sẽ bằng tỷ số của U2 và U1. Đấy, các em lập tỷ số, thực hiện phép chia đi. U2 của chúng ta là bằng 9, U1 là bằng 3. Vậy kết quả đây là bằng 3 rồi, đúng không? Kết quả bằng 3, vậy công bội đây rồi, đáp án C. Vậy câu 26 chúng ta xong. Thì đối với câu 26 cũng là một câu rất cơ bản. Tuy nhiên bạn nào mà không ôn lại kiến thức lớp 11 thì cái việc tìm công bội của các em nó cũng có thể sẽ bị nhầm. Các em chú ý cho thầy. Cái này nhớ công thức là sẽ ra được thôi. Câu 27. Cho một cái hàm số và đề bài hỏi khẳng định nào dưới đây là đúng. Khẳng định đúng. Và các khẳng định nó liên quan đến nguyên hàm. Nguyên hàm của hàm số fx. Nguyên hàm của hàm số fx. Đây là một nguyên hàm rất là cơ bản. Nguyên hàm của cái hàm số ở đây là gì? E mũ x cộng với 2 nhân với dx. Đó. Thì nguyên hàm của E mũ x nó chính là nguyên hàm của nguyên hàm cơ bản. Trong cái bảng nguyên hàm cơ bản mà chúng ta học ở lớp 12 ấy, nó chính là bằng E mũ x luôn. Còn nguyên hàm của 2 thì nó chính là bằng 2x. Đó. Và đối với nguyên hàm thì chúng ta không thể quên cái cộng C nhá. Nó là điều bắt buộc rồi, hiểu chưa? Đấy, vậy thì ở đây thì đáp án là gì? E mũ x cộng với 2x và cộng với C chính là đáp án B của chúng ta. Ok chưa các em?
một câu câu 27 cũng là câu cơ bản. Chúng ta tiếp tục đến câu tiếp theo, câu số 28. Câu số 28 của chúng ta này. Trên cái mặt phẳng tọa độ OXY nha, cho cái điểm M có tọa độ này. Điểm M sẽ có tọa độ là -3 vì 4. Khi đó cái điểm M này là điểm biểu diễn của số phức nào dưới đây? Ở dưới 4 đáp án là 4 cái số phức. Thì các em chú ý cho thầy, cái này là liên quan đến biểu diễn hình học của một cái số phức. Cái phần lý thuyết của nó là gì? Cho một cái số phức Z bằng X cộng với II, thì khi đó điểm M có tọa độ là, phần thực của nó chính là hoành độ, phần ảo của nó là tung độ. Đấy. Điểm M tọa độ XY là điểm biểu diễn, biểu diễn số phức Z. Đó. Vậy thì trên này chúng ta đã có điểm M rồi. Vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra được cái số phức Z của chúng ta. Z ở đây suy ra rất là đơn giản thôi. Z, cái hoành độ nó chính là phần thực trừ 3, còn tung độ là phần phần ảo cộng với 4 và nhân với đơn vị ảo là y. Z nó sẽ là -3 cộng với 4y, chính là đáp án B. Ok chưa? Đấy là câu số 28. Tiếp tục sẽ là một câu số 29. Câu 29 ở đây, cho cái hàm số ở đây là hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất, đúng không? A là một số thực cho trước A khác 1. A khác 1 để đảm bảo hàm này không phải là hàm hằng, tức là hàm không đổi ấy. Đấy, và đối với cái hàm số này thì có đồ thị như hình vẽ này. Mệnh đề nào dưới đây đúng? Mệnh đề của trong bốn mệnh đề này chúng ta xem này. Bốn mệnh đề nó sẽ liên quan đến cái gì? Liên quan đến đảo hàm là 1. Đó, liên quan đến cái điều kiện xác định của hàm số. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ giải quyết hai yếu tố này thôi. Trước tiên là điều kiện xác định nhá. Cái điều kiện xác định thì dễ hơn vì cái mẫu nó không chứa cái chữ A, đúng không? Điều kiện ở đây, chúng ta sẽ giải quyết nó trước. X cộng với 1 khác 0. Đó, mẫu phải khác 0. Điều kiện là x sẽ khác -1. Đấy. Thì riêng ngay này, riêng cái điều kiện này chúng ta đã loại được hai cái đáp án, đó là đáp án C và D rồi, đúng không em? Đấy, còn lại là A với B. AB thì ở đây nó là y phẩy. Y phẩy ở đây chúng ta sẽ có là gì? Y phẩy nó sẽ là bằng, cái này chúng ta sử dụng là A nhân C, công thức đạo hàm nhanh ấy. AC 1 trừ đi A chia cho x cộng với 1 tất cả bình phương. Vì y phẩy của chúng ta ở trên tử nó chứa A, chứa chữ A, nên chúng ta không biết là đồng biến hay nghịch biến, tức là chúng ta không biết là nhỏ hơn không, cái gì đó, không biết là nhỏ hơn không hay là lớn hơn không. Vậy chúng ta phải dựa vào đồ thị hàm số, đúng không? Đồ thị hàm số thì chúng ta nhìn từ trái sang phải này. Cái này các em để ý nhỉ. Đi từ trái sang phải, đồ thị hàm số là đi lên, đúng không? Đây, đi lên. Đấy, hướng đi lên. Vậy thì y phẩy ở đây nó đi lên, tức là nó sẽ là đồng biến. Đồng biến suy ra là y phẩy phải lớn hơn không, đúng chưa? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ có đáp án ở đây là gì? Y phẩy lớn không với mọi x khác -1. Chính là đáp án B. Ok chưa? Câu 29 thì nó đòi hỏi chúng ta nhiều kiến thức hơn một chút. Đó là chúng ta phải biết kết hợp giữa đồ thị nữa. Các em chú ý điều đó cho thầy. Tiếp theo câu số 30. Câu số 30 nó liên quan đến xác suất. Từ một hộp chứa 12 quả bóng. Đây thầy sẽ viết cái phần lý thuyết ở đây. Tổng là 12 đúng không? 12 quả. Trong đó sẽ có 5 đỏ. Tiếp theo là gì? 7 xanh. Đề bài yêu cầu là chúng ta lấy ngẫu nhiên 3 quả. Lấy ngẫu nhiên 3 quả thì các em phải hiểu ngay không gian mẫu. Không gian mẫu. Ngẫu nhiên N omega. Ngẫu nhiên thì các em nghĩ đến đó là sử dụng tổ hợp. Và lấy 3 quả trong 12 quả vì là ngẫu nhiên mà. C3 của 12. Đúng không? Sau đó là gì? Xác suất để lấy được 3 quả màu xanh. Nhớ cho thầy 3 quả màu xanh. Xanh ở đây thì đây chỉ có 7 quả màu xanh thôi. Lấy 3 xanh. 3 xanh. Trong 7 xanh. Được chưa? Đấy thì
Ở đây vẫn là lấy ngẫu nhiên các em nhá, 3 của 7, C3 của 7, đây chính là biến cố, kết quả của biến cố A. Vậy từ cái hai cái điều này chúng ta sẽ lập ra được cái tỷ số và chính là xác suất của biến cố A, PA. Đây sẽ là bằng NA chia cho N omega. NA của chúng ta đây, C3 của 7 chia cho C3 của 12. Đó, thì cái này các em sử dụng máy tính thì bấm nó sẽ ra được đáp án là, cái này hình như đáp án là 7/44, thầy không nhớ nhầm là vậy. Đó, đấy là đối với câu 30. Thì câu 30 này thì nó cũng là một câu rất là dễ thôi, tuy nhiên nó lại là kiến thức của lớp 11. Các em nhớ cho thầy, lớp 11 chúng ta vừa nãy từ câu 21 cho đến câu 30 đã động đến hai phần kiến thức, đó là gì? Xác suất với lại phần dãy số, cụ thể là cấp số nhân đấy. Thì các em muốn làm tốt bài trong cái đề đại học thì các em vẫn phải ôn lại những một số cái kiến thức của lớp 11. Còn lại các câu khác thì cũng đa số là kiến thức cơ bản để giúp cho những bạn nào chỉ thi tốt nghiệp có thể làm được, làm ổn được. Chưa? Và những bạn xác định thi đại học liên quan đến toán, lấy điểm toán để xét điểm đại học thì bắt buộc phải không được sai. Ok chưa? Phần kiến thức lớp 11 có khó không thầy Coffee nhỉ? Nó tương đối dễ. Tương đối dễ so với một số năm trước thì cái đề xác suất năm nay khá là nhẹ. Đấy. Đúng không? Vậy là nếu các bạn bây giờ mà lớp 11 nó hơi yếu một tí thì chúng ta ôn lại cũng nhanh đúng không Coffee nhỉ? Đúng rồi. Cái này chắc chỉ các bạn một buổi hai buổi là xong thôi. Một buổi hoặc hai buổi, nếu như mà đến lớp học của các thầy, hoặc là thực chất ra thì ở trên Toleha tất cả các phần này thì thầy Cao Phi thầy cũng đã trình bày toàn bộ ở phần chương trình của lớp 11 rồi, đúng không thầy Cao Phi nhỉ? Đúng rồi, các em có thể tham khảo xem trên web ấy có các bài giảng của thầy. Và trên hai là trong cái khóa tổng ôn, và trong cái khóa tổng ôn của thầy Cao Phi cùng với thầy Nguyễn Chiến thì các thầy cũng đã nói lại cái phần này rất là kỹ càng cho các em rồi. Vậy là các em 11 mà có không may mà cũng mãi chơi năm lớp 10, 11 thì chúng ta vẫn không sao đúng không thầy Vi nhỉ? Thực ra các em vẫn được tới 10 đúng không thầy Vi? Các em vẫn lên lớp 12 cũng sẽ quên mà. Nhưng mà chúng ta ôn lại thì phần này nó cũng không quá nặng đâu, rất là dễ rồi. Vậy không có gì là muộn, và bây giờ vẫn là rất rất kịp đối với các bạn lớp 11 mà không may mãi chơi nhỉ thầy Vi. Rồi mời thầy Sơn câu tiếp theo. Vâng, thầy Phi chuyển lại hot cho anh cái. Vâng. Thì tiếp theo từ câu 31 thì sẽ là thầy Sơn hướng dẫn cho các em nhé. Bây giờ thầy sẽ chuyển hot lại. Thầy Sơn trông như phi hành gia nhỉ? Vâng, để anh chuyển hot cho thầy Sơn. Dạ dạ. Chỉnh slide trước. Cái slide đâu nhỉ? Để làm sao để hiện hết được các thầy lên trên này để cho phụ huynh và học sinh biết mà. Đây nhỉ? Rồi. Mời thầy Sơn. Dạ vâng, ok ạ. Thì tiếp theo là thầy sẽ nói cho các em một số câu bắt đầu từ câu 31. Thực ra theo thầy đánh giá thì từ câu 31 đến câu 40 á, cái đề năm nay nó đã có cái sự phân hóa hơn. Tuy nhiên là cũng chỉ các em thì cần nắm kiến thức cơ bản thôi, và các em làm tốt thôi. Chứ nó cũng không quá phức tạp đối với từ câu 41 đến câu 31 đến câu 40. Mà cái quan trọng nhất ở đây ấy, là các em cần phải cẩn thận đọc đề bài với kỹ càng, thì phải tin là các em sẽ làm tốt các cái câu mức độ từ 31 đến 40 thôi. Thế thì đầu tiên nhá, thì các em muốn mà làm được câu 31 này á, thì đầu tiên là các em nhìn thế này, đọc đề phải cẩn thận mình người ta hỏi nhá. Đầu tiên đề bài người ta hỏi là trên cái đoạn 03 này, được chưa? Thì cái hàm này này nó đạt giá trị lớn nhất tại, nhớ là điểm này, các em nhớ nhá, đây là điểm nhá. Tức là điểm đây chúng ta phải nhớ là điểm ý là chúng ta đọc giá trị x trở về y nhá, nhớ thầy như vậy. Thế thì nếu như chúng ta gặp câu này chúng ta làm gì thì các em chắc là cũng có rõ rồi. Đầu tiên chúng ta phân tích y phải bình thường, y phải của các em sẽ là trừ 3x bình đúng không nào,
chúng ta cộng với 3 và chúng ta cho nó bằng 0 thôi. Bằng 0 thì ngay lập tức chúng ta ra hai giá trị là x bằng âm 1 và x bằng 1, đúng không nào các em? Tuy nhiên các em quan sát này, chúng ta xét trong khoảng 0,3, tức là cái giá trị âm 1 này nó không thuộc, chúng ta loại luôn, không tính. Nhưng mà x bằng 1 này nó thuộc, thì bây giờ em sẽ tính 3 giá trị cho thầy. Một là f0 bằng, em tính cho thầy giá trị thứ hai là f1 bằng, và chúng ta tính giá trị thứ ba đó là f3 bằng. Thế thì các em thấy là nếu f0 mình thay vào thì nó bằng 0 rồi, nếu f1 các em thay vào thì nó bằng 2 rồi, còn nếu f3 các em thay vào thì nó bằng bao nhiêu các em nhỉ? Nếu f3 chúng ta thay vào là bằng âm 27 cộng 9 tức bằng âm 18, đúng không ạ? Mà đề bài người ta hỏi rằng là giá đạt giá trị lớn nhất tại đâu, thì ta so sánh ba giá trị này, đúng không nào? Thì nó lớn nhất là tại x bằng 1 và giá trị lớn nhất bằng 2, tức là chúng ta có giá trị x bằng 1 là thỏa mãn, đúng không nào? Thế thì chúng ta giải được rồi, đúng không nào? Chúng ta khoanh thôi thì là x bằng 1. Em cứ làm bình tĩnh, đừng có vội. Tiếp theo nhá, chúng ta sẽ sang câu 32. Câu 32 này cũng là một câu ở mức độ nhận biết thôi, thông hiểu một chút thôi chứ không có gì cả. Thì em nhìn đọc đề phải cẩn thận này. Đề bài của thầy là như sau: người ta cho một điểm M này, một mặt phẳng P này, đường thẳng đi qua M và vuông góc với mặt phẳng P. Thì các em nhìn thấy nhá, thầy có một mặt phẳng P đây, em thấy mặt phẳng P chưa? Một đường thẳng vuông góc này, em thấy chưa? Vuông góc với mặt phẳng P, đây là đường thẳng D, đúng không? Thì em thấy rằng là đường thẳng D này và vuông góc mặt phẳng P thì nó sẽ cùng phương với các vectơ pháp tuyến NP, đúng không? D và NP nó sẽ song song. Cho nên là dễ dàng chúng ta sẽ có ngay cái điều gì? Chúng ta có là UD của thầy, UD đây của thầy thì chính là bằng vectơ độ là 1, trừ 2 và 4 thôi. Và điểm đi qua của thầy là MM, vectơ độ trừ 1, 3 và 2. Được chưa nào các em? Thế thì các em nhìn đề kỹ cho thầy A, B, C và D. Thì chúng ta thấy rằng đáp án đúng của chúng ta thì là đáp án D thôi. Thì phương trình chúng ta là x cộng 1 chia cho 1 thì bằng y trừ 3 chia cho trừ 2 và bằng z trừ 2 chia 4 thôi. Thì dĩ nhiên chúng ta đây là đáp án D, đúng nào các em? Nhưng mà thầy nói cho đặc biệt là một số các em khóa dưới các em học đó, thì với những cái bài kiểu này á, nhiều khi người ta cũng đánh đố cái gì? Thứ nhất là người ta không cho luôn điểm M này đâu em ạ. Và người ta cũng không cho UD luôn, mà người ta cho một cái vector là KUD. Với trường hợp là K có thể khác không á, thì lúc đấy em phải rất tỉnh táo cho thầy. Còn như cái câu 32 này thì nó đơn giản thôi. Tại vì người ta cho luôn UD bằng vector pháp tuyến của mặt phẳng P rồi, và người ta cho luôn điểm đi qua là điểm M rồi. Thì thầy tin chắc là các em sẽ làm tốt bài này thôi, đúng không nào? Và tiếp theo thầy và các em chúng ta chuyển sang câu 33. Câu 33 này rất nhiều bạn lớp ta làm vội vàng, đọc không cẩn thận. Tức là các em đọc bài các em chỉ cần nhầm một chỗ thôi, đó là vuông cân tại B hay là tại A là nó đã thay đổi rồi. Cho nên là khi thầy yêu cầu các em làm, đặc biệt là các em 2K4 rút kinh nghiệm ở những các anh chị, các đọc đề các em phải nốt lại cho thầy những từ quan trọng. Ví dụ đây chẳng hạn người ta cho là vuông cân tại B thì em phải nắm vững như thầy là như thế. Và chúng ta nhớ là SA đây này, em nhìn thấy chưa? SA vuông góc mặt phẳng đáy, đúng chưa? Và khoảng cách từ C tới mặt phẳng SAB. Vậy đối với việc khoảng cách từ C đến mặt phẳng SAB thì chúng ta phải hiểu cách làm nha. Hiểu tức là gì? Tức là chúng ta phải dựng vuông góc, hay là chúng ta dùng phương pháp trực tiếp nếu là chân đường vuông góc, hay là chúng ta dùng phương pháp gián tiếp, được chưa? Thì các em phải nắm vững phương pháp thì chúng ta sẽ làm tốt thôi. Và cụ thể là thầy với các em sẽ làm như sau. Em nhìn nhá, đầu tiên thầy cho một cái, đây là một phẳng đáy, được chưa nào? Đây là quên thầy từ nhá, thầy làm cho nét đất cho nó nhìn cho nó khách quan một chút, được chưa nào? Người ta cho vuông tại B này, ở đây có thể là A này, ở đây có thể là C, đúng không nào? Thì yếu tố vuông khi em vẽ hình như cái vẽ vuông cho thầy nhá. Thì đây thầy có đó, thì đây chúng ta là S, đúng không nào? Được chưa? Chúng ta có SB đây này. Chúng ta có SC đây, được chưa nào các em? Ok chưa? Thế thì các em nhìn này, đề bài người ta cho vuông tại B, vuông cân tại B mà AB có thể bằng 2A, AB có thể bằng 2A, thì dĩ nhiên là hai cái này có thể bằng nhau, thì BC có thể bằng 2A luôn. Và bây giờ người ta yêu cầu tính khoảng cách từ C đến mặt phẳng FB, thì em nhìn nhá, thầy có CB có thể cho vuông góc với AB, đúng không nào? Vì sao? Vì tam giác ABC có thể vuông tại B, đúng không nào? Mặt khác thầy lại có là CB của thầy cũng vuông góc với SA luôn. Vì sao? Vì SA của thầy vuông góc với đáy ABC, đúng không nào các em? Được chưa? Vậy từ đây thầy sẽ suy ra ngay là CB của thầy là vuông góc với mặt phẳng SAB thôi. SAB, đúng không nào? Đó, các em thấy chưa? Mà đề bài của thầy đang yêu cầu tính khoảng cách từ C đến AB mà vuông góc rồi, thì thầy suy ra ngay là khoảng cách từ C đến SAB, được chưa? Thì nó chính là CB thôi, và nó bằng 2A, được không nào?
Đó, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B rồi. Các em thấy chưa? Từ đây các em mới thấy rằng là đối với những cái câu này á, không cần các em phải cao siêu mà quan trọng nhất là phải cẩn thận. Thực ra một bạn làm bài đề này theo thể đánh giá nhé. Nếu bạn nào làm cẩn thận chắc chắn thì 4-5 câu nó không khó. Nếu bạn nào nắm vững kiến thức ở mức độ khá nhé, khá và khá giỏi một chút, làm 4-5 câu đầu tiên thì nó không quá phức tạp, nhưng mà với điều kiện là không được sai những câu cơ bản. Rồi, okay. Nếu mà sai một số câu cơ bản phía trên thì chắc chắn 100% là những cái câu dưới từ 3-4 trở đi thì cái cơ hội để đạt được 45 điểm là nó sẽ 45 câu nó sẽ khó khăn hơn, đúng không thầy Sơn nhỉ? Dạ vâng ạ. Thực ra thì nói là đề thi đại học năm nay nếu mà theo quan điểm của thầy đánh giá, thực ra nó vẫn chất lượng đối với 5 câu đầu tiên. Nói chung là giao rất chỉ là hay và nó đủ khả năng làm khó một số bạn học sinh học tốt. Cho nên là thầy đánh giá là phân loại tốt nha. Xong này chúng ta sang câu 34. Thì câu 34 nó cũng vậy thôi các em ạ. Câu 34 là nó như thế nào các em để ý nhá, đọc đề thì cẩn thận chứ đừng có vội. Nhiều bạn nó ta đọc đề cứ vội vàng, các em đọc đề cứ vội vàng làm sao cho nó nhanh. Thầy đã nói các em rất nhiều lần rồi, giá trị của câu 33 và 34 bằng câu 48 và câu 50. Thì sao nó cũng không với 2 điểm mà. Cho nên các em phải bình tĩnh như thầy. Đúng rồi, nó điểm giống nhau. Vì điểm nó giống nhau cho nên tốt hơn hết là như thầy Sơn góp ý là hoàn toàn đúng. Là 2K4 sau này các em rút kinh nghiệm là chúng ta cứ nên đọc đề một cách cẩn thận. Để làm sao từ cái câu 1 đến câu cuối cùng thì vì vai trò của nó giống nhau. Và nhất là ngày mai các em đi thi môn hóa và môn lý thì các em cũng phải cứ từ từ đọc đề cẩn thận. Và cái phương pháp của thầy Sơn như thế là hoàn toàn đúng. Các em nên lưu ý điểm đấy. Thầy Sơn nhỉ? Dạ vâng ạ. Ví dụ câu 34 thế này nhá, các em đọc đề này. Quan điểm của thầy là làm không vội mà phải các em cứ bình tĩnh. Người ta đề bài này sau, người ta cho mặt phẳng, trong mặt phẳng khối Z này, người ta cho em điểm A, điểm B đúng không ạ? Mặt phẳng đi qua thì các em phải đọc đề kỹ này, cái điểm đi qua ấy là điểm A và nó vuông góc với AB, được chưa? Đó, chúng ta phải đọc đề kỹ là như vậy. Thế thì nếu như vậy rồi chúng ta làm sao? Thứ nhất này, điểm đi qua chúng ta là A có tốc độ là 100 đúng không nào? Thứ hai là nó vuông góc với AB. Vuông góc với AB thì thầy suy luôn ra là N mặt phẳng P á thì nó có thể bằng AB. Nhưng mà các em có một cái chú ý này, thầy nhắc rất nhiều các em nhé, chú ý nhá. K lần AB với trường hợp là với điều kiện là K khác không cũng là vector pháp lý luận. À, cho nên một số đề thi người ta đánh đố các em là người ta cho cái vector NB khác đi thì các em cần phải rất lưu ý nhá. Vâng. Vector AB đây chúng ta bằng bao nhiêu? Sau này những cái câu như thế này thì thầy cứ chữa chậm lại một chút để cho các em nắm bắt tốt hơn. Thế ạ. Dạ vâng, dạ vâng. Vâng. Vì đến lúc này là đến lúc mà chúng ta bài thi và đề thi cũng đã xong rồi. Thầy cứ phân tích chậm trả lại một chút để cho các em nắm bắt thật tốt. Nhất là các em 2K4 người ta sẽ biết được cái phương pháp để học tập. Còn các em 2K3 nếu như em nào mà là làm xong rồi mà đang có thời gian và có sức khỏe tốt thì các em đang theo dõi trên màn hình. Hiện nay màn hình của chúng ta đã là hiện lên đến tầm hơn 1.200 các bạn vào xem rồi. Thì các bạn cứ từ từ từng bước một để xem. Và thầy Sơn cứ từ từ để trả. Vì sau đó thì các thầy cũng đang phải chuẩn bị tiếp ở những câu tiếp theo để phục vụ các em. Thầy Sơn nhé. Dạ, ok chị. Cảm ơn thầy Sơn. Thực ra thì cái quan điểm của thầy là thực ra các em còn thi lý hóa nữa. Cách làm một đề thi toán ấy, nó cũng giống một đề thi lý hóa. Thầy muốn các em là phải chọn cho mình một cách làm phù hợp để điểm cao nhất với khả năng của mình. Chứ không phải là điểm 10 thì các em ạ. Quan trọng nhất là các em phải cao nhất với khả năng của mình. Cho nên các em làm rất bình thường cho thầy, rất bình tĩnh và làm chắc, làm tốt những bài mà chúng ta làm được. Cho nên rất bình tĩnh cho thầy. Cho nên NAB đây có thể thầy tính rất bình thường là 4 trừ 1 được 3, đúng không nào? Và 1 trừ 0 là được 1, 2 trừ 0 bằng 2. Thì chúng ta có ngay là vector AB là bằng 3, 1, 2 rồi. Và chúng ta lại có cái gì? Chúng ta lại có điểm đi qua là 1, 0, 0. Đúng không nào? Điểm đi qua chúng ta là 1, 0, 0. Thì chúng ta có 3 này, nhân với x trừ 1 này. Thầy cộng với 1 này, nhân với y trừ 0. Thầy cộng với 2 và nhân với z trừ 0 thôi. Và đây bằng 0. Vậy đây thầy có ngay là 3x này, thầy cộng với y này, thầy cộng với 2z. Được chưa? Và thầy trừ 3 bằng 0 thôi. Thì ở đây chúng ta suy ngay là đáp án của chúng ta là đáp án B rồi mà các em. Đó, các em thấy chưa? Đấy cho nên là các em làm rất bình tĩnh thì thầy tin chắc là các em làm tốt đề này thôi nhá, ở với mức độ ở dưới 40 nhá. Rồi ok. Thế còn bài 35 thì sao? Ôi giời ơi, bài 35 thì nói luôn đấy, rất nhiều bạn lớp ta làm ẩu này, rồi đọc đề không cẩn thận này và dẫn đến cái chuyện các em sai. Đọc đề không cẩn thận là thế này. Người ta hỏi là số phức liên hợp. Nhớ nhá, người ta hỏi là số phức liên hợp. Cái này đọc đề kỹ này, người ta hỏi là số phức liên hợp của Z cơ mà. Thế thì đầu tiên là các em phải tìm Z trước.
À, nào tìm Z thì tìm thế nào? Thì cũng đơn giản không nào các em? Chúng ta có Y nhân với Z này thì bằng 5 cộng với 4Y đúng không nào? Các em thấy chưa? Y nhân với Z bằng 5 cộng 4Y. Thì thầy suy ra ngay Z của thầy bằng 5 cộng với 4Y. Chúng ta chia cho Y thôi. Đúng nào? Thế thì đến đây thì sao nhỉ? Đến đây rất nhiều bạn đó ta lại làm vẫn bị sai, rất buồn luôn. Tức là khi chúng ta ra đây bằng là trừ 5Y như thế, trừ 5Y, được chưa nào? Chúng ta trừ 5Y, chúng ta cộng 4. Nhưng các em nói là thầy đã nói rất nhiều lần rồi, đối với số phức là các em phải đưa về dạng chính tắc, dạng chuẩn của nó là Z phải bằng A cộng với BI cơ. Cho nên chúng ta sẽ suy ra ngay Z của thầy này thì bằng 4 trừ cho 5Y đúng không nào? Đó, đây là Z nhá. Nhưng người ta lại hỏi là hỏi Z ngang chứ không hỏi Z. Tức là hỏi số phức liên hợp thì chúng ta suy ra ngay là Z ngang của thầy bằng 4 cộng với 5Y đúng không nào? Thì dễ rồi, thì đến đây chúng ta suy ra ngay đáp án chúng ta là đáp án A. Ok chưa nào các em? Nhá, xong câu 35 này. Ok nhá, tiếp tục chúng ta sang câu 36 này. Câu 36 người ta cho các em là cho hình lăng trụ ABCD có tất cả các cạnh bằng nhau. Nhớ nhá là tất cả các cạnh bằng nhau. Nghĩa là gì? Thì các em phải hiểu này. Tức là chúng ta có cạnh này bằng A và tất cả cạnh đáy cũng bằng A luôn. Người ta hỏi rằng là góc giữa AA phẩy và BC. Đây em nhìn này. Góc giữa AA phẩy có thể là đâu? Đây AA phẩy này. Và BC phải là góc này đúng à, quên, từ thì xin lỗi nhé. Đây, BC phải của thầy đây là BC phải đây. Thế thì các em nhớ này, muốn các em phải nhớ cho cách xác định góc của hai đường thẳng thì rất đơn giản luôn, chúng ta có AA phải và BB phải, chúng ta là song song đúng nào, các em thấy song song chưa? Song song cho nên là góc giữa AA phải và BC phải cũng chính là góc của BB phải và BC phải, chúng ta đặt tên là alpha, nhớ nhá. Mà người ta cho là em nhìn đây là một lăng trụ đứng cho nên góc này có thể là góc vuông. Mà hai cạnh này có thể là bằng nhau, cạnh này bằng A, cạnh này cũng bằng A luôn. Cho nên đây là vuông cân. Vuông cân rồi, cho nên thầy suy luôn ra được. Ngay lập tức là thầy suy ra ngay được góc B'BA à B'BC'. Góc này có thể bằng 45 độ vuông cân mà các em. Được chưa? B'BC' bằng 45 độ. Vậy thầy suy luôn ra là góc giữa BB' và BC' cũng chính là bằng 45 độ luôn. Được chưa? Và lúc này thầy suy ra ngay góc giữa AA phẩy và BC phẩy của thầy luôn cũng bằng 45 độ. Nhá. Các em 2K3 thì ok rồi, nhưng đối với các em 2K4 ấy là các em phải rất lưu ý cho thầy là chuyện góc của đường với mặt. Nhá, góc của đường với mặt hay là góc của mặt với mặt thì các em phải nhớ cho thầy là luôn góc của đường với đường luôn luôn là góc nhọn. Được chưa? Rồi ok nhá, tiếp tục nhá. Xong rồi, đúng không? Có khó được nhỉ? Rất nhẹ nhàng thôi. Nào chúng ta tiếp tục sang câu 37. Câu 37 cũng vậy. Đây. Câu 37 là một câu hỏi về logarit nhưng ở mức độ cơ bản thôi. Người ta hỏi các em như sau. Thì câu 37 thì không quá khó cho nên thầy cũng không phân tích nhiều. Thầy làm luôn cho các em nhá. Đây câu 37 của thầy là như sau. Người ta có logarit cơ số 2 của A mũ 3 thì cộng với logarit cơ số 2 của B thì thầy đây bằng 6 này. Thế thì đây là tổng của hai logarit cùng cơ số. Thì chúng ta có ngay là logarit cơ số 2 của A mũ 3 B thì bằng 6. Thì thầy suy ra ngay A mũ 3 B của thầy bằng 2 mũ 6. Và 2 mũ 6 của thầy bằng bao nhiêu? 2 mũ 6 của thầy thì bằng 64 thôi. Được chưa nào? Vậy chúng ta đáp án ngay là A mũ 3 B thì bằng 64. Cho nên đáp án này là đáp án A. Đó. Thế thì các em mới thấy rằng là à, câu 37 nó cũng không phải là khó đúng không nào? Nó cũng không có gì là căng thẳng đối với các em cả. Nhưng mà cái quan trọng nhất đấy là các em phải đọc đề cẩn thận cho thầy. Đó. Vì nếu các em là không đọc đề cẩn thận đó, là các em dễ bị sai rồi nhìn nhầm rồi nhớ không nhớ tính chất. Đó. Rồi tiếp theo này, thầy sang câu 38 thế nào? Đây để nhá. À câu 38 này thì thực ra thầy nói là nó không đánh đố gì các em cả. Đi thi các em xem một số đề ấy, người ta cũng đánh đố. Đánh đố là gì? Cận đây đang là 0,2 này. Ở đây người ta cho 2,0. Đó. Nhưng mà ở đây thì người ta cho thuận cận. Đúng cận thì các em không phải lăn tăn nhiều. Thế thì đầu tiên chúng ta có này. Tích phân từ 0 đến 2. Đây có thể là 2Fx trừ 1 dx. Thế thì cái này của thầy bằng gì? Bằng tích phân từ 0 đến 2. 2Fx dx của thầy. Được chưa? Thầy trừ cho tích phân từ 0 đến 2 dx thôi. Nhiều bạn chúng ta bị nhầm. Một số bạn sai câu này là bị nhầm thế này này. Tại vì em lại tưởng là 2 nhân với cả cái này cơ. Cho nên số này được em cho là số 2. Cho nên các em bị nhầm. Cho nên đọc đề cẩn thận nhá. Vậy đây thầy có 2 lần tích phân từ 0 đến 2 của fx dx. Được chưa? Thầy trừ cho nguyên hàm của dx là x. Và cận của thầy là từ 0 đến 2. Vậy cái này của thầy bằng
Em nhìn này, nguyên hàm của fxdx có thể là bằng 5, tức là thầy có 2 nhân với 5. Thầy trừ cho 2 trừ 0, tức là ở đây thầy có là 10 trừ 2 và cái này bằng 8 rồi. Thì dĩ nhiên đáp án đúng của chúng ta đây là đáp án A. Ok không nào? Đó, thầy các em mới thấy rằng à, nó có khó đâu nhỉ. Nhưng mà vấn đề là nằm ở đâu? Nằm ở chúng ta phải cẩn thận thôi, đúng không? Rồi câu 38. Ok, thầy dạy, thầy chữa rất cẩn thận và từ từ đấy, thầy muốn các em hiểu rằng là à, 40 câu đầu tiên nó không khó nhưng mà phải làm cẩn thận. Đây câu 39, thực ra câu 39 là một dạng câu ở trong đề minh họa của bộ giao thì đã có dạng câu này rồi. Tuy nhiên ở dạng câu này nó khác với đề của minh họa của bộ thêm một chút nữa, đó là yêu cầu có tính liên tục của hàm số. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ làm như sau. Đây các em nhìn nhé. Đầu tiên là thầy sẽ xếp cái này trước. Đây nè, em bình tĩnh này. Đầu tiên thầy sẽ xếp là nguyên hàm của 2x cộng 5 trước. Đây em nhé. Thế thì dx của thầy đúng không? Thế thì cái này có thể là bằng x bình thầy cộng với 5x và thầy cộng với c1. Được chưa? Với thứ hai thì tích là nguyên hàm của 3x bình thầy cộng với 4x đúng không? Thầy có là dx đúng chưa? Và chúng ta sẽ có là đây bằng x mũ 3 thầy cộng với nguyên à quên thầy xin lỗi nhé, đọc đề phải cẩn thận đây này. Vì đề bài người ta chỉ cho là gì? Cho là 4 thôi chứ không phải là người ta cho là 4x, nên đọc đề cẩn thận này. À, ok chưa nào? Đọc đề rất cẩn thận nhá. Vậy chúng ta có nguyên hàm của 3x bình của thầy á, là bằng x mũ 3, nguyên hàm của 4 là 4x và thầy cộng với c2. Đúng không nào? Đấy. Nhưng mà các em nhìn này, ở đây có thể là đây có thể là ghi là x lớn hơn bằng 1 và đây có thể là x nhỏ hơn 1. Thế đề bài người ta cho là f0 bằng 2, f0 bằng 2 là chúng ta thay vào dưới, tức là f0 này chúng ta bằng 2. Thì thầy suy ra ngay là 2 mũ 3 đúng không nào? À quên thầy xin lỗi đấy. Đọc f0 bằng 2 mà ghi 2 mũ 3. F0 bằng 2 tức là thầy có là 0 này, thầy cộng 0 thầy cộng với c2 thôi. Thì ngay lập tức là nó bằng 2. Thì thầy suy ra ngay là c2 của thầy bằng 2. Mặt khác là các em phải lưu ý cái tính liên tục của hàm số. Đề bài người ta cho hàm fx mà có nguyên hàm với f trên r, tức là hàm này liên tục trên r. Đây là các bạn đọc đề về cẩn thận này. Người ta yêu cầu là hàm này trên r mà, tức là hàm fx này phải liên tục trên r. Liên tục trên r tức là nó phải liên tục tại x bằng 1. Được chưa? Cho nên căn cứ vào đó thì thầy mới có như sau. Thầy có lim của fx x tín đến 1 cộng phải bằng lim của fx của thầy x tín đến 1 trừ là phải bằng nhau. Vậy thầy suy ra ngay, 1 cộng là thay lên trên, tức là thầy có c1 thầy cộng với 1 cộng thầy thay vào đây nhá là cộng với 6. Thì bằng c2 1 thầy thay vào đây là bằng 5 cộng với 2. Đúng chưa? Thì suy ra ngay là c1 của thầy bằng 1 thôi. Vậy lúc này thầy có ngay được lập tức là thầy có hàm fx bằng fx của thầy bằng gì? Thứ nhất là bằng x bình cộng với 5x cộng với c1 tức là cộng 1. Được chưa nào các em? Với x lớn hơn bằng 1 và thầy có là x mũ 3 thầy cộng với 4x thầy cộng với c2 là thầy cộng với 2 với x của thầy thì hơn 1. Nhưng đề bài người ta hỏi rằng là f trừ 1 cộng với f2 2 lần f2 thì bằng bao nhiêu? Đây thầy đấy, các em nhìn thấy chưa? Đọc là f trừ 1 thầy đang còn ghi là trừ 2 đấy các em này. Cho nên các em làm phải rất cẩn thận cho thầy. Được chưa? Thế thì chúng ta bằng ngay f trừ 1 thầy thay vào đâu? Trừ 1 là nhỏ hơn, chúng ta thay vào đây. Thì ngay lập tức chúng ta có là trừ 1 này. Thì đây chúng ta là trừ 1 này, trừ 4 là trừ 5, cộng 2 thì đây là trừ 3. Thì cộng tiếp này. 2 lần f2, f2 thầy đây là 4 nhá. Đúng chưa? 4 cộng với 10 cộng 1 là 15, 2 x 15 bằng 30. Thì cái này có thể bằng 27 thôi. Cho nên đáp án đúng ở đây chúng ta là đáp án A luôn. Đó. Thì các em xong ngay lập tức câu 39 rồi. Đấy, câu 39 là xong ngay lập tức. Chúng ta đến câu 40. Thực ra câu 40 này này, rất nhiều bạn lớp ta làm ẩu. Thầy nói luôn, lớp ta rất nhiều bạn sai câu này. Tại vì các em làm ẩu và các em không làm cẩn thận. Cứ nhìn vào ước chừng giá đáp án là các em sai ngay. Và câu 40 thì chúng ta làm thế nào? Thì quan điểm của thầy là cứ làm bình tĩnh. Là này, đầu tiên ấy, là thầy sẽ xét 3x bình trước. Thầy trừ cho 9x, thầy xét bằng 0 chứ. À thầy xin lỗi nhá. Đây là 9 mũ x chứ không phải là 9x. Được chưa? Thầy 9 mũ x bằng 0. Vậy thầy suy ra ngay thầy có là 3x bình. Thầy trừ cho 3 mũ 2x của thầy bằng 0. Vậy tương đương thầy có là x bình. Tuy nhiên nhá, thầy nhắc với cả lớp này. Tuy nhiên nhá, các em làm đề bài trước khi đối logarit ấy, là các em phải nhớ điều kiện là x của thầy phải lớn hơn trừ 25. Nhiều bạn đã quên cái điều kiện này này là các em sai ngay. Để điều kiện này là điều kiện cho logarit có nghĩa. Cho nên là x cộng 25 phải lớn hơn 0, không được lấy dấu bằng, và x lớn hơn âm 25. Rồi ok, chúng ta lại quay lại tiếp tục chúng ta giải nào. Vậy x bình của thầy là trừ cho 2x của thầy bằng 0.
thì suy ra ngay thầy có x bằng 0 và đây thì thầy x bằng 2. Đó, thầy làm rất bình thường đúng không nào các em? Thứ hai thầy lại có logarit cơ số 2 của x cộng 25. À, đây là logarit cơ số 2 là cơ số, số 3 đây nhỉ? Anh Chín ơi. Đề là số 2, số 3 đấy. Ờ, để xem lại đề gốc rồi vì cái ảnh rất là mờ. Nhưng mà... đề này là đề số 3 đấy nhỉ? Đề này là số 3 chứ không số 2 đâu. Câu bao nhiêu ơi? Câu 40 anh nhé. Câu 40 ở đấy là hôm nay là chụp ảnh trên mạng nên là rất là mời gõ lại. Rất là... đây là, toàn... là số 3 thì Sơn ạ. Số 3. Đề số 3 đấy, số 3 đấy. Số 3 nhá. Là ba các em nhớ được, thầy xin lỗi một chút tại vì là cái đề nó mờ quá cho nên là các thầy cũng nhìn nào đây là số 3 nhá. Thế thì chúng ta mới có là như sau. Đây các em cứ bình tĩnh thôi, không có khó gì cả, cứ bình tĩnh là tán những con này. Nào chúng ta có ngay là logarit số 3 của x cộng 25 của thầy. Được chưa? Được chưa, là có thể bằng 3. Thì thầy suy ra ngay là x cộng với 25 của thầy thì bằng 3 mũ 3, tức là bằng 27. Tức là x của thầy này bằng 2 này. Và chính cái x bằng 2 này mới cái là để các em dễ sai, thầy nói luôn với các em như vậy. Tại vì sao là dễ sai thì các em ngước đây này, quan điểm của thầy là thầy làm không bộ đâu, thầy kẻ bảng ra cơ, chứ thầy cũng không làm tắt luôn. Nhiều bạn lớp ta chơi cái bài là nhìn áng áng là thầy không đồng ý với quan điểm đấy, mà thầy quan điểm của thầy là em đã làm được là cứ phải cẩn thận. Không nó mất gì 5-10 phút đâu các em ạ. Đây nhá. Thì đầu tiên đây có thể là x này. Được chưa? Thầy xét đầu tiên đây là 3x bình, thầy trừ cho 9x, 9 x này. Ở đây thầy có hai nghiệm là 0,2, em đúng chưa nào? 0,2. Thế thì chắc chắn là chúng ta thuận dấu rồi, thì vì là cơ số thì tại đây nó là 0, đây là 0 này. Thì ở đây có thể là âm, ở đây có thể là dương và ở đây có thể là dương. Rất may là chúng ta nói cho nên là khi mỗi khi đi học các thầy lại bảo, cứ bảo là tại sao các em đưa logarit và cơ số về mũ lớn hơn 1? Vì sao để nó thuận dấu chúng ta xét không nhầm. Chứ còn nhiều bạn chúng ta có những bài cơ số nó âm, các em bảo là em làm không sai, nhưng khi em vào phòng thi các em bị áp lực, các em bị nhầm dấu thôi là các em đi luôn. Thứ hai này, ở đây thầy có là luôn là logarit cơ số 3 của x cộng 25 và ở đây có thể là trừ 3. Thì ở đây thầy cũng có một nghiệm bằng 0. Đúng chưa? Ok chưa nào? Nghiệm ở đây có thể bằng 0 và ở đây có thể vẫn là dương. Và ở đây có thể là âm, ở đây có thể là âm, ở đây thầy để đất này phát nhân mà. Thế thì chúng ta mới xét dấu. Đấy, thầy xét dấu, thầy có bình tĩnh này. Hai cái này nhân với nhau. Nhưng mà thầy lưu ý cho các em thế này nhá. Các em phải lưu ý này, không nhiều bạn chết ngay chỗ này. Tức là đây chúng ta có điều kiện x lớn âm 25, chúng ta có thể ghi âm 25 ở đây. Tức là chúng ta chỉ xét từ âm 25 trở lên thôi. Được chưa? Thế thì chúng ta mới có như sau. Đây các em nhìn nhá. Thế thì chúng ta có này. Ở đây là 0 rồi, ở đây là 0 rồi. Nhưng ở đây chúng ta có số cộng. Các em nhìn này, chúng ta dương dương đây thì đây là dương. Ok chưa? Âm âm thì đây là dương. Và ở đây chúng ta là dương âm thì ở đây chúng ta gì nhỉ? Là âm. Ok chưa? Là âm thì chúng ta mới có là những giá trị nào, thì các em để như đây này. Thì giá trị của chúng ta ấy thì chúng ta nhỏ hơn 0 mà thì dẫn đến suy ra ngay lập tức là x của thầy yêu cầu nhỏ hơn bằng 0 thì chúng ta có là x của thầy sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 0 và lớn hơn trừ 25 đúng không? Lớn hơn trừ 25 đúng không nào các em? Và các em lưu ý này, chúng ta có một giá trị bằng 0 nữa. Tại vì đề bài người ta cho ở đây ấy là bằng 0 cơ. Đúng không nào? Ok chưa nào? Chúng ta có một cái giá trị bằng 0 nữa tại tại x bằng 2. Thì ở đây nó cũng bằng 0. Và một giá trị là x bằng 2 nữa. Và ở đây chúng ta suy ra được đáp án thôi. Thì ở đây hình như là 26 giá trị. Phải nhớ là như vậy. Tại vì chúng ta bắt đầu từ 0 đến âm 24 mà. Là 25 giá trị cộng 1 là 26 giá trị. Ờ, cái này có bị nhầm một đầu chỗ nào không nhỉ anh Chín à? Câu bao nhiêu em? 40 à? Câu 40 ấy. À 26 giá trị đúng rồi. Là em lại nhìn nhầm lên câu 39 là có số 27. Không, câu 40 là 26 giá trị là đúng rồi em. Dạ, vì vâng, phải cộng thêm 1 giá trị nào mà. 25 cộng 1 mà. Không, lúc này em lại nhìn lên đáp án câu 39 là không có số 26 để chúng đánh nhầm. Đúng rồi. Ok nhá. Đấy các em mới thấy chưa? Thế thì các em mới thấy là đến đây chúng ta mới chốt lại một điều là à, chúng ta làm đến câu 40 ổn chứ nào, đúng không? 8 điểm ổn, cứ bình tĩnh là ổn. Còn trừ khi các em làm nó quá vội vàng thì nói chuyện là chúng ta bị sai hay bị nhầm thôi. Còn làm đến câu 39 thế này là ngon rồi. Được chưa? Rồi. Ok. Ôi trời ơi, câu 41 à? Câu 41 này quá quyền thuộc với các em luôn. Thầy tin chắc là lớp ta rất nhiều bạn các em ở đây. Nếu mà cẩn thận làm tốt thôi. Thì công bố câu 41 để bản chất nó chỉ là câu tương giao của đồ thị thôi. Chứ nó không phải là câu gì cả. Mà câu 41 này các em chỉ cần tập cẩn thận, nhìn kỹ là các em làm được. Đây nhá, các em nhìn cho thầy này. Đầu tiên đề bài người ta cho em là f fx bằng 1. Ở đây thì xin lỗi nhá. Đây này.
đây này, f của fx bằng 1, f của fx bằng 1 là đường này này. Nào, đây là đường, đây là đường thẳng y bằng 1 của thầy. Thế thì thầy cắt tại 3 điểm này, đây là điểm A. Nào, đây của thầy là điểm B. Nào, và tại điểm này này là nó bằng 0. Tại này chúng thầy không có là bằng 0. Vậy ở đây thầy có ngay là fx của thầy. À, thầy tìm cho thầy cái bút trắng để tích màu trắng tinh khôi nào, đây này. Fx của thầy này bằng này, bằng A đúng không nào? Thì em nhìn cái điều kiện A đây của thầy là nhỏ hơn trừ 1. Thứ hai là fx của thầy bằng 0, em nhìn bằng 0 chưa? Bằng 0, quên, fx của thầy bằng 0, đúng chưa nào? Và thứ ba là fx của thầy bằng B. Và B này của thầy là lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. Ok. Bắt đầu chúng ta mới làm việc nhé. Trong trường hợp fx mà bằng 0 thì các em lưu ý cho thầy này. Nếu fx bằng 0 chúng ta có 1 nghiệm, 2 nghiệm, 3 nghiệm. Thì thầy suy ngay ra đây là 3 nghiệm. Các em cứ làm bình tĩnh như thầy. Trong trường hợp fx của thầy nhỏ hơn trừ 1, đây là trừ 1, nhỏ hơn trừ 1 đây. Thì đây có thể là y bằng A. Y bằng A này cho thầy 1 nghiệm thôi. Suy ra thầy có 1 nghiệm. Còn nếu B của thầy lớn hơn 1 mà nhỏ hơn 2. Lớn hơn 1, nhỏ hơn 2 là nằm ở đâu? Thì các em nhìn thế này để ý nhá. Lớn hơn 1 của thầy mà nhỏ hơn 2 của thầy là đây này, 1, 3. Thì 2 nằm đây thì nó cũng nằm ở đây. Nằm khoảng khoảng này. Thì chúng ta cũng suy ra ngay. Ở đây là 3 nghiệm. Ok chưa? Đó, rất bình tĩnh thôi. Thế chúng ta đếm thôi. 3, 3, 1 là 7 nghiệm. Nhưng mà nói thế thôi, rất nhiều bạn chúng ta đếm 3 cộng 3 cộng 1 là 6. Không phải ít bạn đâu. Nhá. Cộng trừ nhân chia trong phòng thi là nhiều khi nó cũng là một cái vấn đề áp lực cho các em. À, nhiều khi các em làm không cẩn thận là các em sai. Rồi ok, thầy nói luôn câu 42. À, thầy nói thêm một số câu nữa, thầy hơi tham nhá, thầy nói thêm một số câu nữa xong rồi thầy sẽ chỉ mic cho các thầy Trung rồi thầy Cao Phi rồi thầy Tiến nha. Ok chưa? Như thầy Cao Phi là chỉ câu 43 đấy thầy thì thầy Sơn ạ. À. Vâng ok anh cho em chỉ nói câu 2 còn cái câu lại. mà bình nón này á, thầy cứ nói chậm chậm từ từ để các em nó tiếp thu. Câu này khá hay đấy ạ. Dạ vâng, ok anh. Dạ thực ra cái câu hình nón này ấy là một câu mà thầy tin chắc là các bạn lớp ta nhiều bạn đã được luyện tập nhiều rồi. À. Trong rất nhiều cái đề thi cũng có câu cái kiểu này, tức là người ta cho tiết diện đi qua đỉnh nón. Nhiều bạn lớp ta đọc đề ấy là phải cẩn thận. Ở đây người ta chỉ cần cho tiết diện đi qua đỉnh nón chứ không phải đi qua trục nón. Nhớ nhá, thôi em phải nhất cẩn thận cho thầy như vậy. Thế thì bài này chúng ta sẽ làm thế nào? Đây đầu tiên này. Được chưa? Thầy vẽ một cái thầy vẽ thì nó cũng không được đẹp lắm. Các em cố gắng nhìn nhá. Ok. Đây thầy vẽ một hình nón trước. Đây, đây là một hình nón. Được chưa? Em nhìn thấy hình nón chưa? Đây có thể là một hình nón nhá. Thì đây có thể là hình nón SAB. Đây có thể là hình nón SAB. Ok chưa? Bây giờ người ta cho một mặt phẳng vuông mặt phẳng nhá. Tạo với mặt phẳng đáy một góc bằng đi qua đỉnh nón và tạo với mặt phẳng đáy một góc 60 độ. Thì đây, thầy giả sử như thầy có một mặt phẳng M đây. Và đây là N. Được chưa? Thì đây từ từ thầy vẽ màu cho nó màu mè một tí cho dễ nhìn. Thì ở đây thầy có là SMN. Được chưa? Thì đây. Người ta cho đây. Được chưa? Và mặt phẳng SMN này thì nó hợp với mặt phẳng đáy bằng 60 độ. Thế thì đầu tiên là các em phải biết cách xác định góc của hai mặt phẳng. Thế thì đầu tiên là chúng ta phải tìm giao tuyến trước là MN. Đây là O nhá. Thứ hai là em sẽ dựng mặt phẳng vuông góc với đáy. Vuông góc với giao tuyến thì từ đây thầy dựng ở đây OH, được chưa? Sau đó chúng ta tìm giao tuyến với hai mặt xin lỗi, đây là niết đất. Không lại ghi niết liền các em nhìn nó khó. Thì đây có thể là niết đất, được chưa? Thì chúng ta nằm bên trong mà niết đất nhá. Thế thì cái góc này của thầy này, góc này của thầy thực ra nó chỉ là góc 60 độ thôi em. Ok. Và các em nhớ là tam giác SMN của thầy là một tam giác đều. Nhớ là cạnh của chúng ta là 4A. Đọc cẩn thận cho thầy. Thế thì nếu bạn nào làm nhanh thì các em nhớ nhỉ. Nếu tam giác đều cạnh là x, em nhớ là nếu tam giác đều cạnh x nhỉ, tam giác đều mà cạnh x thì suy ra trung tuyến AH của thầy, SH của thầy, xin lỗi đây thầy xóa đi nhá. Thì SH của thầy chính là bằng x căn 3 trên 2. Vậy ở đây chúng ta có là cạnh bằng 4A, cho nên thầy suy luôn ra là gì? Thầy suy luôn ra là SH này của thầy x bằng 4A mà, tức là bằng 2A căn 3 thôi. Chúng ta tìm được SH ngay lập tức, không có gì khó cái bài này cả. Thứ hai này, em nhìn góc này bằng 60 độ. Thế thì thầy có cốt 60 độ bằng gì? Cốt 60 độ của thầy thì thực ra chính bằng OH chia cho SH thôi. Vậy lúc này thì suy ra ngay là OH của thầy bằng bao nhiêu? OH của thầy chính bằng SH.
nhân với cos 60 độ. Vậy thầy suy ra ngay OH của thầy bằng SH của thầy bằng bao nhiêu đấy? Từ thầy xóa này viết lại trong đây nhìn lần gặp câu A đấy. Nào, SH của thầy là bằng 2A căn 3. Thầy nhân với cos 60 độ, cos 60 độ của thầy là bằng 1/2. Thì cái này của thầy bằng A căn 3 rồi. Đó, chúng ta giải ngay được OH, không gì phải lăn tăn cả. Tiếp theo này, em nhớ tính chất đường tròn, nếu một đường thẳng vuông góc với một dây cung thì đi qua trung điểm của dây cung. Cho nên thầy có là HM, thầy bằng HN và bằng gì? Và bằng MN trên 2. Và tức là bằng 2A thôi. Chúng ta tìm được HM, HN. Vậy lúc này chúng ta suy ra ngay ON, bán kính, thì bằng OH bình, thầy cộng với HN bình, căn, nhớ là căn nhá. Vậy đây thầy có là 3A bình, cộng với 4A bình, căn nhá, em để ý cho thầy. Thì cái này có thể bằng A căn 7. Ok chưa? Thì chúng ta dễ dàng chúng ta tìm được ON luôn. Mà ON này có thể chính là bằng gì? Bằng R. R có chưa? R có rồi. Thế thì quan trọng nhất bây giờ chúng ta thấy độ dạng. Người ta hỏi cái gì? Người ta hỏi diện tích xung quanh. Vì đây là người ta hỏi diện tích xung quanh này. Diện tích xung quanh thì cần gì? Cần hai thứ. Một là L. Hai là bán kính. Mà L có chưa? L này chúng ta có chính bằng SN luôn. Được chưa? Thì chúng ta có ngay là L này của thầy chính là bằng SM là bằng 4A. Còn R này của thầy bằng A căn 7 đó. Đúng chưa? Ok. Thì ngay là chúng ta công thức là S xung quanh bằng Pi RL, tức là bằng Pi nhân với R là bằng A căn 7 nhân với 4A. Đúng nào? Thì chúng ta bằng 4 căn 7 Pi nhân với A bình thôi. Thì suy ra ngay đáp án đề. Thì chúng ta rất dễ dàng để ta làm được xong câu 42 này thôi. Nó không khó gì cả. Đấy, các em thấy chưa, mức độ đến 42 thì nó vẫn là chỉ bắt đầu câu trên 40 thì nó có mang tính chất vận dụng hơn một chút, nhưng mà nó vẫn nằm trong tầm mà chúng ta có thể giải quyết được rồi. Ok, thì bắt đầu từ câu sau Cao Phi làm hả? Chuyển hot nhá. Thầy Cao Phi làm câu tiếp theo hả? Vâng, thầy Cao Phi, mời thầy Cao dạ Phi. Vâng. Em chuyển hot lại cho anh Phấn nhá. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Rồi ạ. Đâu nhỉ? Rồi đấy, Cà Phi ơi. Đây, Cà Phi đâu nhỉ? Anh chuyển phát. Mời thầy Cao Phi. Dạ vâng. Tiếp tục thầy sẽ hướng dẫn cho các em cái câu số 43 trong cái mã đề 101 của đề thi Bộ Giáo dục vừa rồi. Câu 43 liên quan đến một cái phương trình bậc 2 và xét nghiệm trên cái tập hợp số phức. Thì đối với câu này thì tưởng là dễ, nhưng mà khi các em làm ấy, nó sẽ gặp trường hợp là gì? Các em sẽ bị nhầm ở chỗ này. Nghiệm trên số phức thì các em cứ nghĩ là phương trình này chỉ có nghiệm là nghiệm phức thôi. Đấy. Nếu như bạn nào nhầm như thế thì chắc chắn sẽ thiếu mất trường hợp. Vậy đây chúng ta sẽ làm như thế nào? Thầy sẽ nói lại một chút về cái phương trình bậc 2. Cái này lớp 9 chúng ta học rồi đúng không? Đối với phương trình bậc 2 thì bao giờ cũng thế, chúng ta sẽ tính cái delta đầu tiên. Tính delta thì delta nó sẽ có 3 trường hợp của delta. Trường hợp là nhỏ hơn 0, trường hợp lớn hơn 0 và trường hợp bằng 0. Vậy thì đối với phương trình này bắt buộc chúng ta phải xét đủ 3 trường hợp đó. Được chưa? Nhớ là phải xét đầy đủ cả 3 trường hợp. Tiếp theo nữa, cái này các em cần lưu ý nữa này. Cái đề bài nó cho là gì? Thỏa mãn điều kiện là gì? Một cái nghiệm nhá, có nghiệm Z0, thỏa mãn điều kiện là gì? Ở đây là trong số phức thì chúng ta đọc là mô đun của Z0 bằng 7. Được chưa? Tuy nhiên nếu như Z0 này nó không phải là số phức thì chúng ta hiểu đây là trị tuyệt đối. Đấy. Thì chúng ta phải nhớ cái gì? Cái này cho thầy, không là chúng ta sẽ bị thiếu rất nhiều đấy. Vậy thì đối với bài này chúng ta sẽ đi trình bày xét delta với từng trường hợp của delta nhé.
như giải cái bài toán của lớp 9 thôi, không có gì đặc biệt cả. Delta đây, thầy sẽ tính delta phẩy đi. Delta phẩy b phẩy bình phương trừ của m cộng 1 tất cả bình phương, dấu trừ đấy bình phương lên thì nó sẽ biến mất, còn lại là m cộng 1 tất cả bình trừ đi. Ở đây là gì? Trừ đi AC là trừ đi m bình phương. Rút gọn đi. Khai triển hàng đẳng thức ra, đây là bình phương một tổng, chúng ta khai triển ra và rút gọn đi, còn lại là 2m cộng với 1. Xét từng trường hợp một. Trường hợp đầu tiên, trường hợp đầu tiên đó là gì? Delta nhỏ hơn 0 thì điều này chúng ta sẽ có là gì? 2m cộng với 1 nhỏ hơn 0. Chúng ta tìm ra được là gì? M sẽ nhỏ hơn trừ 1/2. Delta nhỏ hơn 0 thì phương trình này, phương trình nó sẽ có hai nghiệm, ở đây là hai nghiệm phức, đúng không? Cái này thì chúng ta biết rồi, đúng không? Có hai nghiệm phức, thầy đặt đó là gì? Z0 với lại Z1. Thì khi kem lưu ý này, đối với phần nghiệm này thì Z0, Z1 nó sẽ là hai số phức liên hợp của nhau, nhớ cho thầy, liên hợp của nhau. Đấy, vậy thì khi đó Z0 đã là liên hợp nhá, thì Z0 này nhân với Z1 này thì anh này sẽ là bằng gì? Thì nó sẽ là bằng modulus của Z0 bình phương. Cái này chúng ta có cái phần ở phần lý thuyết của số phức liên hợp ấy, hai số phức liên hợp với nhau mà nhân vào với nhau thì nó sẽ là bằng modulus của một thằng bình phương lên, thằng nào cũng được. Được chưa? Và theo cái giả thiết đề bài cho đây, giả thiết cho này, modulus của Z0 thì bằng 7, anh này sẽ là bằng 7 bình phương và bằng 49. Đúng chưa? Z0 nhân Z1 thì theo cái VS, VS thì chúng ta lại có, đúng không? VS có Z0 nhân với Z1, X1 nhân X2 thì bằng C chia A, thì Z0, Z1 thì chính là C chia A. C ở đây là M bình, còn A ở đây là 1. Vậy thì chúng ta sẽ có là gì? Z0 nhân với Z1 nó sẽ là bằng M bình và bằng 49. Từ đây chúng ta tìm ra được M sẽ là bằng M bằng 7 hoặc là M bằng trừ 7. Đó. Thì với M bằng 7 thì rõ ràng ở đây cái điều kiện trên chúng ta là gì? M phải nhỏ hơn trừ 1/2. Vậy thằng này sẽ loại này. Đó. Còn thằng này thỏa mãn này. Vậy ở đây chúng ta sẽ có một giá trị M rồi, đúng không các em? Đấy là trường hợp số 1. Trường hợp số 2. Trường hợp 2 cái điều kiện là delta. Ở đây delta phẩy. Delta phẩy nó bằng 0. Chúng ta sẽ tìm ra được là M sẽ là bằng trừ 1/2. Cái này các em thay vào, thay vào cái phương trình chúng ta nhé, thì chúng ta sẽ tìm ra được nghiệm Z0 ở đây nó chỉ có một nghiệm thôi, tức là phương trình nghiệm kép nó sẽ là bằng 1/2 thì trừ 1/2 1, đúng rồi, 1/2 nó bằng 1/2 thì cái này nó sẽ không thỏa mãn này các em nhé, vì trị tuyệt đối của 1/2 nó là bằng 1/2, nó không là phải, không phải bằng 7. Nhớ cho thầy ở đây nghiệm nó không chứa phần ảo thì chúng ta đọc là trị tuyệt đối. Trường hợp cuối, trường hợp 3 thì là gì? Delta phẩy lúc này lớn không? Lớn không thì chúng ta tìm ra được M sẽ lớn hơn, điều kiện là M sẽ lớn hơn trừ 1/2. Đấy. M lớn hơn trừ 1/2, ta có này, suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt, đúng không? Và trong đó có một nghiệm và một nghiệm Z0 thỏa mãn. Thỏa mãn điều kiện gì? Modulus à, đây là trị tuyệt đối Z0 bằng 7. Từ đó chúng ta sẽ tìm ra được là gì? Z0 sẽ là bằng 7. Phá dấu giá trị tuyệt đối ra, Z0 bằng trừ 7. Đó. Z0 bằng 7 thì các em sẽ thay vào, thay vào cái phương trình bậc 2 của chúng ta nhé. Thầy sẽ viết lên trên này nhá. Nó đang thiếu bảng. Chờ thầy một chút. Kéo nó lên. Nó thiếu mất bảng chỗ này. Thế
Thầy sẽ viết lên trên để cho các em nhìn. Bây giờ chúng ta cứ xét từng trường hợp của Z0 thì chúng ta sẽ tìm ra được M nữa thôi. Trường hợp đầu tiên đó là Z0 bằng 7. Đấy. Thì chúng ta thay vào cái phương trình này. 7 bình phương lên là 49. Giờ 49 này. Trừ đi 7 nhân 2 đây sẽ là 14 nhân với M cộng với 1. Được chưa? Và cộng với M bình phương bằng 0. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ ra một cái phương trình bậc 2 đối với ẩn M. M bình trừ đi 14M. Cái này là bao nhiêu? 49. 49 trừ đi 14. Đây là bao nhiêu? 10, cái này là 30, 35. Đây bằng 0 này. Đấy, cái này các em tìm nghiệm. Cái này bấm nghiệm xem là ra bao nhiêu. Giải nghiệm phương trình bậc 2 như bình thường thôi các em nhé. Giải nghiệm sau đó chúng ta sẽ đối chiếu xem nó đúng hay sai nhá. Thì đối với trường hợp này chúng ta sẽ tìm ra được nghiệm. Đây bấm máy tính thì nó M nó sẽ ra được là 7 cộng trừ căn 14. Cộng trừ căn 14. Và trường hợp này thỏa mãn hết, nó đều là lớn hơn trừ 1/2, đều là những số dương. Trường hợp số 2. Trường hợp số 2 thì sẽ viết bằng màu khác đi. Z0 ở đây nó sẽ là bằng trừ 7. Trừ 7 thì ở đây chúng ta thay vào vẫn là 49 này. Chỗ này sẽ cộng với 14 nhân với M cộng với 1. Và đây là cộng với M bình bằng 0. Ra cái phương trình bậc 2. M bình cộng với 14M. Đây sẽ là 49 cộng với 14 là cộng với 63 bằng 0. Phương trình này nó sẽ là vô nghiệm. Nhớ cho thầy. M bắt buộc phải là số thực. Và phương trình này là vô nghiệm. Vô nghiệm vậy chúng ta sẽ không có ở đây. Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ có hai giá trị của M này. Anh này ở đây có một giá trị nữa là M trừ 7 này. Vậy tổng ở đây sẽ là 3 giá trị M. Ok chưa? Đấy là câu số 43. Thì đối với câu này thì ở mức độ là vận dụng thấp rồi. Thực ra nó nếu như mà các em học không kỹ phần số phức này thì thầy tin là làm sẽ rất khó. Không hiểu kỹ về phương trình bậc 2 của số phức này thì các em sẽ làm rất khó. Tại vì sao? Thường các em sẽ xét nguyên cái trường hợp là gì? Delta nhỏ hơn 0 này thôi. Đấy. Và một số bạn cũng chưa hiểu được cái chỗ này. Đó. Thế nên là các em sẽ gặp khó đối với bài này nếu như chúng ta không học kỹ phần số phức. Và thường số phức thì giáo viên cũng dạy qua loa ấy. Nhất đâu nhiều giáo viên dạy cho các em cái gọi là bấm máy tính, đúng không? Phương trình bậc 2 này cứ bấm máy tính là xong. Các em học nhiều máy tính thì cái nó sẽ bị yếu đi rất nhiều. Thế nên là muốn điểm cao, chú ý cho thầy là chúng ta phải học tư duy từ những cái đơn giản nhất này, từ những cái cơ bản nhất này, sau đấy nâng cao lên. Ok chưa? Đấy là câu số 43. Ok. Tiếp theo còn câu 44 thì thầy sẽ nhường cho một thầy khác để chữa. Vâng, mời thầy Chiến. Dạ vâng, cảm ơn thầy Cao Phi. Câu 43 này hay quá thầy Phi ạ. Dạ vâng. Ok, Phi chuyển cho anh cái hot. Vâng, vâng. Cứ chuyển về cho anh, sao anh chuyển cho thầy Chiến. Đây, đấy. Đấy. Ok, em đã chuyển rồi. Cái này được rồi đúng không? Chưa. Chuyển cho anh chị anh Phấn rồi. Đấy, thì thầy Cao Phi đã xong 43 rồi. Cao Phi trông mà quá nhờ, hoành tráng quá. Quan trọng đấy. Là mình phân tích những câu thôi. Vâng. Cái câu này các bạn không có lỗi chữ Z được chưa? Để chữ nhanh câu này nhá, xong rồi tiếp tục. Thì chưa cho câu 4 các bạn 445 chưa à? Và 44 đây. Vâng. Để hơi có nhìn một chút các bạn chú ý cái này nhá. Đây màu vàng rất đẹp nhá. Thế thì hỏi cái gì đặt giá trị nhỏ nhất đúng không? Nếu thì ta tính là lớn hơn bằng bao nhiêu? Thì ta có Z cộng với kép 16 trừ 8 y đúng không? Áp dụng bất đồng thức mô đun thôi, lớn bằng đây. Các bạn để cái này là
trừ 6 trừ 8 cũng được đúng không, cộng với lại trừ đi, trừ đi trừ mà đúng không, z được kép như là bằng mấy này, cái này bằng 6 8 bằng 10 rồi đúng không, 6 10 10 với lại 1 với 2 bằng 7 được chưa. Thế này thôi, áp dụng bất cứ module rất là dễ, cái bài này chỉ mấy dòng là xong, một dòng hai dòng là xong được chưa. Đấy, thế giống bằng xảy ra khi mình sẽ có gì đây, z sẽ bằng cái bằng k lên cái này, k lên hình như là bề bị sai đúng không, sorry mọi người nhá, từ từ để check lại cái ảnh mọi người đã đi check đi ghi cái đề này lỗi y nhân z y à, y nhân với kép sao z à. Này sorry y nhân với liên hợp của với kép, y nhân liên hợp với kép đúng không, hình như thế. Các biên tập họ thầy chín có thể chỉnh lại cái đề này cho anh một chút, có thể là biên tập đã viết nhầm ở chỗ này. Đây. Vâng. Z cộng với lại IV kép đúng không? IV thì liên hợp của V kép thì phải, em nhìn mờ như thế. Cái ảnh trên mạng các thầy có được là hơi mờ chứ không biết. Đúng rồi đấy, vâng. Anh khiến mở lên chưa? Thế thì xem nào. Đây là IV kép à? V kép ngang nhân y được. Đấy thì video bài cho sẵn này, đây là IV kép. Rồi thế là được rồi nhá. Thiếu thằng 7 mà, có được mình thì phân tích này thôi nhá. Thế thì nó bằng cái ra cái z này này, cái z này mày chú ý này, cái z bằng k lần cái thằng này, k lần cái thằng này, với lại cái này bằng k cái này thì mình rút ra, đây là số rất đẹp rồi em ơi, số này rất là đẹp rồi nhá, tìm được z v kép z với y v kép luôn nhá, thì nó bằng gì đây, cái này tách ra thì 3/5 3 6 8 3 thôi đúng không, 3/5 đây. 6/10 thì 3/5 4/5 y và cái y v kép sẽ bằng tách cái này ra bằng trừ 6 phần sớm mai mà phải test lại để chỗ đấy toàn bộ này, như thế này 8/5 y à, y v kép như vậy z sẽ bằng 3/5 4/5 y và v kép sẽ bằng đây chia cho y thôi, cái này chia y trong nhân liên hợp đảo lộn đi, cái này y đây là liên hợp của nó sẽ là bao nhiêu, 8/5, cái chỗ này 8/5 trừ đi 6/5 y cộng 6/5 y đúng không, trừ y bình trừ 1 mà, ok vậy thế là xong nhá, z trừ v kép thế này thôi nhá, z trừ v kép có sẵn rồi đây, z trừ v kép đây đấy thì bằng module của z đây là 3/5 trừ đi 8/5 đúng không, trừ 5/5 trừ 1 đúng nào, đây là mấy nhỉ, 4/5 trừ 6/5 là trừ 2/5. Thế thôi nhá. Thế mà mình tính ra không có nhiều ấy, đúng không? Từ thì mày là có thầy Chiến hay quá. Thầy Chiến giải thích lại kỹ cho các em cái chỗ bất ổn thức module ấy, cái dấu bằng xảy ra ấy. Rất nhiều bạn làm cái đấy không biết dấu bằng xảy ra khi nào thầy Chiến ạ. Cái này chỉ bằng cái này bằng k lần lúc kia thôi. Đây. K là sao lại 3/5 đấy thầy Chiến? À đây, 6/8 đấy, 6 là mình chưa. À đúng rồi. Âm mà 6 chưa mình làm nhanh thôi vì cái này hầu hết các bạn làm được cũng ok rồi mà. Nhớ đây trừ của nó đúng không? 6/8 của nó đúng không? Rồi. 6/10 với lại 8/10. 6/10 cái này bằng k này, cái này bằng k âm nhá. Cảm ơn thầy Chiến vừa lại hay quá. Ừ thế này thôi. Từ từ chờ bấm máy tính xem có ra kết quả không thôi. Này chơi thử lấy thử rồi mà đây là a bình bình 1 cộng với lại 4/5 thôi. Hình như có màn hình ở đây đúng không? 1/5 đấy nhá, căn 3/5 có đáp án không nhỉ, 3 căn 5/5 từ từ thì xem lại xem mọi người kiểm tra hộ có bị nhầm ở đâu nhỉ, 2/25 rồi đấy, mua có nhìn được máy tính không nhỉ, 25 nhá, 2 căn 29/5 ok bây giờ mình tính nhỉ, căn 29/5 nhá, đẩy đi. Cái tẩy đâu nhỉ? Tại sao lại không tẩy được? Tôi viết nhá. Hình như cái phần này mình chưa quen bằng căn 29/5. Câu này nhá, câu này chốt là D nhá. Ok. Rồi tiếp tục câu 45. Cái 45 thì giống đề minh họa nhỉ? Gặp đi gặp lại rồi, chán rồi. Nên tiếp tục này. Cho đường thẳng. Ôi chứ rồi phải kiểm tra lại xem có đề có đúng không? Mày sai thì hơi mệt. Sợ có sai thì hơi mệt, để xem cái phái ảnh đấy nhé. Thầy Trung xem hồi anh xem có sai không? Phái ảnh đấy.
B bên Đây em nào? đang kiểm tra đây. Ừ. Tại vì nó ảnh hơi mờ một chút nhá. Cho đường thẳng này vào mặt phẳng P, hình chiếu vuông góc của D đến P là đường thẳng của phương trình, thì cái này rất đơn giản thôi nhá. Cái này thì phân tích cách làm này. Đấy. Đây là mặt phẳng P này, bằng P rất là đơn giản rồi nhá. P mặt phẳng P đây, P với D chắc là cắt nhau đúng không? Như hình chiếu. Nếu song song thì hết chuyện để nói đúng không? Đấy. Đấy. Xong D này, hình chiếu của D trên P nhá. Thì cứ bước một là mình tìm giao điểm của điểm A này đúng không? A là giao điểm của đường thẳng D với phẳng P. Đấy, chọn một điểm ở đây nhá. Hạ à, vuông góc xuống đây nhá. Là một phương trình đường thẳng qua điểm, chọn một điểm thôi chúng đây cũng được. Cái điểm này không, điểm này điểm B đi đúng không? Điểm B này là bao nhiêu nhỉ? Không không một hai chẳng hạn đúng không? Điểm B này. Thay thì mình chiếu vuông góc của B xuống mặt phẳng phẳng P này là để H được chưa? Thế hình chiếu vuông góc của đường D như này xuống mặt phẳng P chính là đường thẳng đi qua AH. Ngon lành rồi nhá. Thế bước 1 là ta sẽ chuyển phương trình đường D về dạng tham số cho nó xong nhá. Đúng D đúng không? X bằng X0 cộng với T là 0 cộng T bằng T thôi nhá. Y bằng 1 cộng T đúng thế nào? Và Z bằng 2 trừ đi T. Đúng chưa? T là thuộc số thực, T là số thực nhá. Thầy Trung chuẩn Đó. bị cái câu 46 thầy Trung nhá. Rồi. Thế bây giờ gọi A Dạ là vâng. giao điểm của A là giao điểm của D với lại mặt phẳng P nhá. Suy ra điểm A mình sẽ có tọa độ là T 1 cộng T, A thuộc D mà nhá. Và 2 trừ T. Đấy, D được chưa? Mà A cũng thuộc gì nhỉ? A thuộc phẳng P. Như vậy ta thay cái điểm tọa điểm A này vào vào phẳng P, phương trình phẳng P thì ta sẽ tìm được giá trị của T nhá. Vậy như vậy là T này, thay vào chỗ này con nhé, thay vào đây này. Cộng với 2 nhân y là một cộng T nhá. Trừ cộng Z, Z bằng 2 trừ T, trừ 4 bằng 0. Bây giờ người ta tìm một T thôi đúng không ạ? À? Đây là mấy T đây? T là 2T. 2T đây là 2 hay là 4? Không chết, mà không mất à? T bằng 0 mất rồi. T bằng 0 thì đẹp quá, đúng không? T bằng 0 điểm A có tọa độ là 0, 1, 2. Ô, chính ở đây à? À, 0, 1, 2. À, thế thì mình chọn điểm khác. Không sao cả, mình chọn một điểm khác, đúng chưa? Đấy. Đấy, thì mình chọn điểm khác thôi. Đây chính là 0, 2, chính là điểm điểm đây rồi. Lộ đây mất rồi. À, thì đây mình chọn bất cứ một điểm nào cho được, đúng không? Mình chọn một điểm tìm hình chiếu của điểm đấy trên 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 mặt phẳng này đúng không? Thì điểm B mình thích gì cho được đúng không? À, mình thích gì cho được. Mình sẽ lập một phương trình mặt phẳng đường thẳng. Sao chuyển phòng cho thầy nhé, Đường thẳng thầy đây này. cao cao lên Đấy. Lập phương trình đường thẳng ở D thầy phẩy được chưa chưa? Đi qua B. Đi qua B và vuông góc với lại ấy, vuông góc với mặt phẳng P. Ta lập được ngay đúng không? Ta gọi điểm chỗ này điểm B đi. Chờ một chút nhá, chờ một chút để xem cái tẩy nữa. À, tẩy rồi. Ok. Chúng ta cũng có thể làm như này điểm B này. B thuộc đường thẳng D thì ta chọn chọn T bằng mấy nhỉ? Ví dụ cho T bằng 1 đi nhá. Đây là 1 này. Đấy. T bằng 1 đây, đây là 2 này. Đấy, thay vào đây này, thay vào đường thẳng này này. 1 đây, đây là 1 đúng không? 1 2 1 con thay vào D này, đấy. Thế bây giờ lập phương trình đường thẳng D phải, D phải nhá. Hơi mờ cho trên không biết được gọi. Lập D phải, D phải. Đây nhỏ lại nhá. D phải này. Lập phương trình D phải. D phải đi qua B. Là 1 2 1. D phải vuông góc với P. Thì vectơ pháp tuyến của mặt phẳng P chính là vectơ chỉ phương của nó, thì ta rút ra D phải. Đúng không? Quan trọng là ta chỉ điểm H này xong này. D phải của mình sẽ có tọa độ là sau phương trình là x bằng y bằng z bằng được chưa? 1 2 1 cộng với vectơ pháp tuyến của mặt phẳng P là chính là vectơ chỉ phương của đường thẳng D phải đấy. Như vậy ta có là T, nhưng mà để T phải đi cho nó khác một chút đi. Và đây là 2 T phải nhá. Cộng với lại T phải được chưa? Suy ta sẽ tìm được điểm điểm H đúng không? D phẩy mà đúng không? Hình chiếu vuông góc của cái đường này lên mặt mặt phẳng. Hay ta thay luôn vào nhá. Ta thay luôn vào đấy. Suy điểm H, tọa độ điểm H là nghiệm của cái này là ta thay vào một thay một P này. 1 cộng T phẩy này. Điểm 2 nhân với lại 2 cộng với 2 T phẩy này. Đúng không? Cộng Z là 1 cộng T phẩy này. Đấy, trừ đi trừ 4 bằng 0. Thay vào đây này con, thay vào đây này nhá. Để xuống một tí nữa nhá, cứ bình tĩnh thôi. Thằng nào chả muộn rồi.
Đấy, thì bây giờ mình có bao nhiêu t phẩy đây? 4 t phẩy, 5 t phẩy, 6 t phẩy. 6 t phẩy. Các bạn làm có thể ra kết quả khác nhau nhá, vì đây là tham số tùy giá trị của t, mình có ra có kết quả khác nhau, không sao cả nhá. Cuối cùng nó vẫn sẽ đúng nhá. 1 này, 4 này. Đấy, 6 này. 6t. Có nghĩa t phẩy bằng trừ 1. Như vậy ta có điểm H của mình nhá. H là giao điểm của đường thẳng d phẩy với phẳng p. Như vậy H của ta sẽ có tọa độ là trừ 1 thêm đây là 0. Hay trừ 1 đây này. 0. Xấu thế. Trừ 1 là 0 này. Trừ 1 là 0 à? Không, không, không à? Đẹp này à? Tại sao lại không không? Mọi người xem kiểu trang hộ xem có nhiều. H này không 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 à? HT phẩy đây trừ trừ 1 này. Đúng không? Điểm B nhé, điểm B mình chọn là 1, 2, 1, chuẩn rồi, đúng không? Đấy, 1, 2, 1, và vuông góc với thằng này. Ok, nhá, không sao cả, H là 0, 0. Như vậy ta có vector HA. HA, chính là 0, 1, 1, 2, được chưa? Xin lỗi mọi người nhá. Có vấn đề ở đây rồi. Người xem có nhầm không? Cú quá. À, là phương trình mặt phẳng này, đây này, 1 này, 2 trừ t, ok. Xem chép 4 với trừ 4 hết rồi. Ôi, xem Chiến chép ơi, ôi, ôi, ôi. 4, 4 với trừ 4 là hết, còn lại là cộng 2 thôi, 6 t phẩy cộng 2. 6 t phẩy cộng 2, ok. Chắc nó trên thì bị, à đúng rồi, đây trừ 4. À, 4 với trừ 4 hết. Đây trừ 1 phần 3 đúng không? Đúng rồi, trừ 1 phần 3 đấy. 1 phần 3, tốt rồi, nhá. Như vậy là ta có, đấy lại xóa đi thôi, mình kiểm tra lại. Làm thường, cái viết chữ hơi xấu nên là nhìn không rõ lắm. Ok nhá. Ở trên đúng rồi đúng không? Thế thì mình tiếp tục này. Thế thì mình sẽ có điểm H của mình chứ có thế H này lẻ mất à? 2 phần 3. Hơi xấu một chút. Hơi xấu một chút không sao đâu. 2 phần 3 này. Trừ vào đây đúng không? Sẽ là 1 phần 3. Và đây sẽ là âm 4 phần 3. Không phải không nhỉ? 2 phần 3 với lại 4 phần 3. 4 phần 3 trước. Với lại 2 phần 3, 4 phần 3, 2 phần 3. 2 phần 3 đúng rồi, 4 phần 3 và 2 phần 3 đúng không? Như vậy đúng ta rồi, có đúng rồi. AH. À, đây là H đúng không? AH được chưa? AH hay là H ai? AH được. H chữ A đúng không? H là 2 phần 3 đúng không con? À, 2 phần 3 đúng không? 2 phần 3 này. Đấy, trừ 0 này. 4 phần 3 trừ 1 thì bằng 1 phần 3 này. Đúng không? Và đây là trừ 4 phần 3 đúng không? Ok, mình có thể gọi là 1 phần 3 làm chung. Như vậy nó sẽ còn 2, 1, trừ 4. 2, 1, trừ 4. Tuyệt vời nhá. Vector là 2, 1, trừ 4. Vector chỉ phương 2, 1, trừ 4. Và điểm đi qua là điểm H hoặc điểm A đều ok. Đi của A cho dễ nhá. 0, 1, 2 đúng không? 0, 1, 2 và 2, 1, trừ 4. Thì đáp án C. Ok nhá. Đáp án C. C, C, C. Ok nhá. Hãy tính toán cẩn thận một chút thôi là xong. Ờ, nhà thầy Trung tiếp có 46 rồi anh nhá. Dạ cảm ơn thầy Chiến. Thầy Chiến hơi vội đấy. Hôm nay là đang vẫn đang phải chú chờ, hôm nay có khoảng một lớp Zoom làm hai phát liền. Ờ, rồi chuyển được chưa Zoom nhỉ? Trung nhỉ, chuyển nhận chưa? Chưa thầy Chiến, chưa được. Mấy ngon. Rồi cảm ơn thầy Chiến. Đã được rồi. Thầy chữa cho các bạn câu 46. Thực sự câu 46 này nói là khó thì cũng không phải, nhưng nó cũng không phải là dễ. Nó bị một cái là chúng nó lừa, bài toán này lừa. Chúng ta nếu các bạn nào cố tìm ABC là chắc chắn là sẽ không làm được. Và bài này có cái mẹo rất hay, các bạn nhìn này. Làm rồi, thầy chữa rồi, sẽ bạn rất nhiều bạn sẽ thấy dễ cho bạn xem. Đây nhá, nó cho cái fx của mình bằng... Nó cho fx của mình bằng x mũ 3 cộng với ax bình cộng bx cộng c này. F phẩy x thầy sẽ tính ra được là 3x bình cộng với 2ax cộng b. F phẩy phẩy x thì sẽ bằng 6x cộng 2a. Và thầy tính tiếp cái f 3 phẩy x thì sẽ bằng 6. Và thầy nhận diện nhanh ra cái số 6 này chính là f 3 phẩy. Đúng không? Các bạn nhìn. Gx của mình bằng fx cộng f phẩy x cộng f 2 phẩy x. Vậy thầy suy ra g phẩy x
của mình sẽ bằng f phẩy x này cộng f 2 phẩy x và cộng f 3 phẩy x, đúng không? Và cái này chính là f phẩy x cộng f 2 phẩy x và cộng 6. Đó. Bây giờ các bạn nhìn, muốn tính diện tích hình phẳng thì thầy phải tìm đến giao điểm, đúng không? Giao điểm. Thầy xét cái phương trình, xét cái fx trên cái gx cộng 6 bằng 1. Thì thầy suy ra được là fx bằng gx cộng 6. Được chưa? Và thầy chuyển sang thì thầy sẽ còn là f phẩy x cộng f 2 phẩy x cộng 6. Và đây chính là bằng 0. Và đây ở đây cục tẩy rồi, bằng 0. Và đây chính là g phẩy x bằng 0. Đấy. Các bạn chú ý, bài này cho một dữ kiện đó là hai giá trị cực trị bằng trừ 3 và 6. Có nghĩa là g phẩy x bằng 0 thì giả sử có hai nghiệm. Giả sử có hai nghiệm. Hai nghiệm x1 nhỏ hơn x2, đúng không? Thì các bạn nhìn cho thầy, thì cái tích phân của mình, vậy cái f của mình này sẽ bằng tích phân từ x1 tới x2 này của trị tuyệt đối của fx trên gx cộng 6 trừ 1 dx, và sẽ bằng tích phân từ x1 tới x2 của g phẩy x trên gx cộng 6 dx. x1 x2 là khoảng cực trị của nó a dương. Đây thì sẽ vẽ minh họa cái bản biến thiên ra cho các bạn xem. x1 x này, x không quen dùng vẽ trên zoom, g phẩy g nó có hai nghiệm là x1 x2, hệ số a của nó là 1 dương, 0 0 âm, dương dương lên xuống lên. Vậy chỗ này là trừ 3, chỗ này là 6. Vậy trong cái khoảng trị đối này thì g phẩy x mang dấu âm, và trong từ x1 đến x2 thì gx cộng 6 của mình cũng mang dấu âm. Vậy thì phá luôn trị tuyệt đối. Gx âm này. Đây, các bạn nhớ thầy nhá, cái gx này âm này. Gx to nhất là 6, vậy cái này nó gx cộng 6 chắc chắn rồi. Nó có thể nó là dương hay âm gì đó, đúng không? Cái này sẽ là dương đi, bé nhất của nó là âm 3 thôi, dương. Đúng không? Thôi thầy cứ để an toàn, thầy để trị đối ở ngoài. Cũng được mà, nó cùng dấu rồi thì đưa ra được. Đây, và cái này sẽ bằng tích phân từ trừ 3. Thầy làm một chỗ này này, các bạn nhìn này, thầy đưa về bước này. Thầy đưa về tích phân từ trừ 3 tới 6 của dt trên t cộng 6. Đó. Với thầy bước thầy đặt t bằng gx. Thế là xong đúng không? Và các bạn thay vào ấn máy tính cũng được, Casio sẽ được đáp án là 2 len 2. Bây giờ vậy câu 46 này rất đơn giản. Nó bị lừa thôi, còn đâu các bạn giải cụ thể ra thì cũng không khó lắm. Nếu các bạn là học chú ý và tinh thì sẽ làm một câu 46. Câu 47 thầy với thầy Chiến đang có khúc mắc một tí. Vậy nhờ thầy Cao Phi chữa câu 48 trước, tí thầy với thầy Chiến chữa 47 sau nhé. Nhờ thầy Cao Phi. Chúng là 49-50 luôn đi, anh em giải đấy. À, hay là thầy chữa luôn 49-50 nhỉ? Đợi tí thầy Phi chữa luôn 47. 48 thì anh chưa luôn được, còn hai câu nữa. 8 nhá, tí thầy Chiến chữa 48 nhá.
Thử xem nào. Đây. Thầy sẽ chữa câu 49-50. 49 này khó thật. Không dễ tí nào đâu nhá. Bây giờ đợi các bạn nhìn này, thầy sẽ vẽ minh họa ra cái hình đó. Mình làm 49-50 trước đi các em. Các thầy. Bài này mà ai mà làm được câu 49 là được đáng được thưởng rồi. Vâng, đúng rồi, Tình Trung. Câu 49 cũng đơn giản đâu. Câu hay. Câu X, Y này. Bài thầy chữa bằng cách lớp 8. Đấy. Vâng, bài này chữa bằng cách lớp 8 là đúng rồi đấy. Đây, điểm B thì phép minh họa đây, B đây. B. Đây là A. À. Bây giờ chúng ta nhìn này, âm 4 với 2 với AB trái dấu rồi. Bây giờ sẽ vẽ như này. M, đây là điểm N, đây là điểm M. Bây giờ chúng ta phải hiểu rằng thầy sẽ nhớ một cái bất đẳng thức trị tuyệt đối hình học rất quen thuộc. AM trừ đi BM sẽ bé hơn được bằng AB, đúng không? Nhưng nó xảy ra vấn đề, dấu bằng nó chỉ xảy ra khi AB cùng phía. AB cùng phía, đúng không? Thì mới có dấu bằng xảy ra. Vậy đầu tiên bài này thầy sẽ đưa từ việc hai ẩn M, N về một ẩn đã bằng cách thầy dựng một hình bình hành. Thầy lấy một vector BB phẩy, lấy cái vector BB phẩy. Đây thầy dựng cái hình bình hành để cho thầy có được BN này, MB phẩy. Để tí thầy chuyển đoạn BN thành B phẩy M. Đó, như sau. Thầy dựng vector BB phẩy bằng vector NM. Rồi. Bây giờ đề bài có sự kiện là cái đoạn MN của mình luôn bằng 2, đúng không? Vậy cái B phẩy sẽ phải nằm trên một cái đường tròn. Đường tròn tâm B bán kính 2. Bán kính bằng 2. Rồi. Và cái đường tròn này, đường tròn này không gian làm gì có đường tròn, đúng không? Nó một đường tròn mà có tâm bán kính là đường cầu, nhưng đường tròn này sẽ nằm trên mặt phẳng. Bạn chú ý thầy, nằm trên một cái mặt phẳng. Nó phải song song mặt phẳng OIZ đấy. Hay là đơn giản thôi, mà đi qua điểm B đúng không? Mặt phẳng B của mình chính là mặt phẳng Z trừ 2 bằng không. Có một cái mặt phẳng là cái đường tròn trên này nữa. Rồi. Để thầy sẽ có đây là mặt phẳng P. Và thầy sẽ đưa được cái AM trừ BN thì cái này sẽ bằng AM trừ đi B phẩy M. Rồi, đến đây phải đưa về cùng vế nữa, cùng một phía, vậy thầy sẽ bằng tiếp cái A phẩy M trừ B phẩy M. Thầy lấy đối xứng, đối xứng điểm A qua cái mặt phẳng P, được chưa? Thì thầy suy ra A phẩy M sẽ bằng AM, đúng không? Và thời điểm A phẩy của mình đối xứng có mặt phẳng O X Y sẽ là 1 trừ 3 và dương 4. Và cái này sẽ bé hơn được bằng A phẩy P phẩy. Và đến đây thầy trò chúng ta sẽ đi tìm cái mắc của cái này là được. Ok, thầy sẽ đi tìm cái mắc của cái này. Đây thầy sẽ vẽ hình dung ra một hình mới. Đây là mặt phẳng P. Đây là mặt phẳng P. Đây là điểm A phẩy. Đây là đường tròn tâm B. B phẩy nằm đâu cho nó mắc? Nằm đâu cho nó mắc? Nhìn nhanh nhá. Thầy sẽ kẻ cái H xuống. Đó, H xuống. Thì thầy sẽ áp dụng bài toán Pythagore bình nhìn bình thường. Đúng. Cực trị hình học đúng không? B phẩy mắc khi nào? AB phẩy mắc. A phẩy B phẩy mắc. Khi và chỉ khi cái B phẩy H mắc. Đúng không? Đúng chưa? Pythagore AB phẩy bình mà A phẩy B phẩy sẽ bằng căn của A phẩy H cộng với lại B phẩy H bình, đúng không? A phẩy H cố định rồi mà A phẩy H bằng bao nhiêu? Chính là khoảng cách từ A tới B là bằng 6. Được chưa?
À đâu, nhầm nhầm 4 thì lấy A phẩy rồi. Bằng A 4 phẩy thầy. TP chứ, Bằng A 4, phẩy bằng 4, đúng rồi. TP. A phẩy TP là bằng 2. Bằng 2. Đi tính Z chứ 2. Là 2. Bằng 2, vâng. Đúng, P là 2 rồi. Vậy bây giờ là B phải H này. BH max thì chính bằng BH cộng 2. Đúng không? Đây BH cộng 2. Và BH thì lấy H trừ B nhỉ? H là hình chiếu đến P bằng 2 đúng không? Hình chiếu xuống của điểm A xuống mặt phẳng P bằng 2 thì sẽ là 1 trừ 3. Xuống mặt phẳng 2 cái Z là 2 thế thôi. Vậy BH của mình sẽ là bao nhiêu đây? Lấy cái B trừ H này. 3, 4 căn 3 bình cộng 4 bình. Ôi đề bài cho đẹp quá. Bằng 7. Vậy A phẩy B phẩy của mình sẽ bằng căn của 7 bình cộng 4 cộng 2 bình và bằng căn 3. Đáp án là D. Bài này có nhiều cách khác nữa nhưng mà thôi, thầy sẽ chữa một cách đơn giản, kiến thức hình học lớp 8 bình thường, tư duy đơn giản thôi. Còn các cách khác thì thầy sẽ chữa cụ thể sau. Cũng live stream cũng tương đối lâu rồi đấy nhỉ, thầy Chiến nhỉ. Có thể Trung chữa nhanh câu 50 nhá. Câu này cũng hay mà thầy Trung sử dụng có nhiều phương cách pháp khác của thầy, vâng đúng rồi. Sử dụng cái phương pháp mà của lớp 8 mà sử dụng Pythagore này hay mà. Mình ngồi ngày trực tiếp ở rồi. Công ty mình cũng thấy các bạn biên tập người ta cũng đưa ra cái phương án làm như thế này, mình thấy khá hay. Thầy sẽ chữa vâng. Tiếp câu 50. Vâng. Câu 50. Câu 50 là thầy Trung hay là thầy 9 đấy nhỉ? Thầy Trung chữa nhưng mà thầy Trung lại chưa chia sẻ được màn hình. Đang bị không. Thầy Trung chính thầy Trung đang ấy đấy. Thầy Trung vào đi. Không có câu 50 à? Không có. Đầu tiên nó hơi lag anh ạ. Vâng. Đang tối nhiều người vâng. Xem quá thầy Phương. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Thầy Trung xem màn hình đi. Của câu 50 đi. Hiện được câu 50. Không, thầy mở file đi. Không hiểu sao nó không hiện được câu 5. Máy của thầy Trung đang rất lag thầy vẫn. Tầm này có rất nhiều không người sao. Xem. Đang phải nhờ thầy Chiến trước câu kia trước thôi. Máy Trung đang lag quá, cái câu nó file word nó đang file PDF nó đang trắng xóa luôn. À thế ạ. Câu 50. Thầy Coffee hay thầy Sơn hay thầy Chiến chữa câu 50 đi nhờ các thầy share luôn đi nào. Anh Chiến ơi. Để cho thầy Chiến chữa luôn. Mời các thầy. Đợi anh Chiến đang vào rồi anh ạ. Để anh Chiến đang vào rồi anh. Dạ vâng. Thầy Sơn đâu nhỉ? Chả thấy thầy Sơn đâu cả. Mời thầy ngồi lệch sang bên tay phải chút nhỉ? Em đang suy nghĩ một tí hả? Đang suy nghĩ một chút. Đang suy nghĩ câu 47 phải không thầy nhỉ? Vâng. Chúng vâng. Ta câu 47 là một trong câu có cái ý tưởng ra mới. Em gần ra biết rồi nhưng mà còn quên nhầm nữa vậy. Câu 2. Em còn một tí nữa thôi. Thôi, thầy vâng. Trung lại là quay về rồi. Thôi, vâng, xin phép mời thầy Trung đi. Chữa câu 50 vì câu 50 này hay quá, phải chữa nhanh mới được. Dạ vâng. Thầy Phấn thấy mình chia sẻ màn hình chưa thầy Phấn? Vâng, thầy cứ okay, rồi. Thầy cứ chiến đấu thôi. Vâng, mời thầy. Câu 50 thì đề bài dạ nó vâng. Cho f phẩy x. F phẩy x của mình thầy tách ra chính là x trừ 7 nhân với lại x trừ 3 nhân với x cộng 3. Không thấy. Đáp bài này thì thầy sẽ sử dụng một công thức. Đó là trị tuyệt đối của U mà phẩy thì bằng U phẩy nhân U nhân trị tuyệt đối của U. Nếu không ở đây thì tính G phẩy. G phẩy x này thì sẽ bằng 3x bình cộng 5 nhân với x mũ 3 cộng 5x trên trị tuyệt đối của x mũ 3 cộng 5x nhân với G phẩy nhân với F phẩy, nhân với F phẩy. Nhân với F phẩy của
trị tối của x mũ 3 cộng 5x cộng m. Rồi, bây giờ thì cho g phải x bằng 0 thôi. Cho g phải x bằng 0. Thì thầy nhìn ra rằng nó có một nghiệm bằng 0 chỗ này. Đúng không? Nó có một nghiệm bằng 0. Có một nghiệm x bằng 0 chỗ này. Và cái chỗ này nó dương rồi. Vậy thầy sẽ có một cực x bằng 0 là cực trị đã. Là cực trị. Đúng không? Và dưới là f phẩy của cái này bằng 0 thì thầy sẽ có ba nghiệm, đó là trị tuyệt đối của x mũ 3 cộng 5 x bằng cộng m bằng 7 thì cũng bằng 7 trừ m. Tiếp này, trị tuyệt đối của x mũ 3 cộng 5 x nữa sẽ bằng 3 trừ m. Và tiếp nữa là trị tuyệt đối của x mũ 3 cộng 5 x, cái này sẽ bằng trừ 3 trừ m. Thôi thầy cứ loại nhẹ cái này, vì đề bài nó cho m nguyên dương, gọi trừ đi 3 thì làm sao mà có nghiệm, đúng không? Bây giờ nó hỏi có ít nhất 3 cực trị, ít nhất 3 cực trị. Ít nhất 3 cực trị, mình lại có một cực trị rồi thì cái phương trình 1 và 2 của mình sẽ phải tạo ra ít nhất 2 cực trị. Hai cực trị hay là chính là hai nghiệm của cái phương trình đấy. Đây thầy sẽ vẽ minh họa. Thầy xét cái hàm hx bằng cái này. Hx bằng x mũ 3 cộng 5x. Thì h phẩy x của mình sẽ dương. H phẩy x của mình bằng 3x bình cộng 5, đúng không? Hx là dương rồi. Đây vẽ minh họa cái đồ thị ra. Nháp thôi. Hàm bậc 3 luôn dương. Vậy trị đối của hx đúng không? Thì bỏ phân ở dưới lấy đối xứng lên. Rồi. Và đây chính là giao điểm. Cái phương trình 1 và 2 chính là giao điểm của trị đối hx và đường thẳng 7 trừ m và đường thẳng 3 trừ m. Và chúng ta có nhận 7 trừ m thì lúc nào cũng lớn hơn 3 trừ m. Vậy thầy có cần có hai nghiệm, chỉ cần 7 trừ m nằm ở đây. Có nghĩa là thầy chỉ cần được cái 7 trừ m của mình phải dương, có nghĩa là m bé hơn 7. Đáp án này là lỗi thầy phấn nhá, biên tập chỗ này là dạ 6. Vâng, rất xin lỗi thầy. Dạ vâng. Đấy, dạ vậy vâng. Đáp án của dạ chúng vâng. ta sẽ là 6. Bài dạ này vâng. có một cách khác nữa là gắn trục. Nhưng mà dạ thôi, thầy cứ chữa cơ bản như này để một các bạn vừa học lớp 12 vẫn làm được cách này thầy phấn ạ. Vừa dạ cho vâng. các bạn làm xong, chưa dạ biết vâng. ghép trục là gì vẫn làm bài này ngon. Dạ vâng. Nên là mình sẽ chữa cách mà đơn giản hóa vấn đề để các bạn mới học hay là kiến thức chưa sâu vẫn có thể làm được. Dạ vâng. Nhường sân khấu lại cho thầy Chiến chữa hai câu khó nhất nhé thầy theo, Chiến. Theo mình là các thầy có thể ngồi tổng hợp lại và trao đổi lại một chút từ những cái câu từ câu 43, 44, 45, 46, 48 và 49 và 50 này một chút để cho các em nắm bắt thật tốt hơn, hoặc là thầy Trung, thầy Cà Phi, thầy Quốc Sơn, để các thầy có thể tổng kết lại một chút được câu đấy trước khi chúng ta bắt đầu triển khai vào cái câu số 50. Có mấy đâu rồi Trung nhỉ? Dạ vâng. Còn 48 nữa. 48, 47 nữa. Còn 47 nữa. Cái phần tổng hợp em nghĩ là làm ấy, mình sẽ giải chi tiết cái đề mã 101 này, sau đó có phân tích thì nó sẽ hay hơn. Dạ vâng. Thì trong cái thời gian như thế này thì chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta triển khai nốt sang thời gian cũng hơi lâu rồi thầy Chiến ạ. Câu 47 đây phần ạ. Đây này mới nên kết thúc nhanh, các em còn nghỉ dạ vâng. mai thi môn sau. Dạ vâng, nhất trí. Nhìn thấy các thầy như thế này thì anh cũng thấy là nên là để cho các cháu nghỉ ngơi một chút. Chuẩn bị cho mời thầy Chiến đi ạ. Vâng. Chuyển cái gì đấy? Chuyển hộ cái. Chuyển thôi ạ. Anh chuyển hot sang cho thầy Chiến rồi đấy. Đây à? Em dạ vâng. Đây rồi được à? Đây là câu này à? Câu 47, 48 à? Thế chứ 48 chứ 47. Thật ra có cách rất là hay nhưng mà mình phải chứng minh lại một chút vì... đây, câu này trước nhá. Để cho mình cho nhẹ nhàng đã, để xong thầy Sơn giải thích hay hơn thì cho. Vì là cái bài này có hai ba cách rồi nhưng mà thầy cũng tham khảo thêm các thầy cô khác giải đấy. Nhưng mà thật ra là nó cũng chưa được hay lắm ấy. Thì muốn trước kiểu như là tự luận để cho các bạn hiểu sâu hơn. Đấy, ngoài kết quả thì ok, các bạn có thể làm từ lúc nhìn đến đề làm đã rồi. Nhưng mà muốn làm sao để cho mọi người hiểu hơn đấy thì cũng cần phải tìm cách ngắn gọn đấy. Thì thật ra cũng có một số cách tham khảo thầy cũng một số cách rồi.
Thế nhưng mà mình sẽ sửa câu này trước nhá để chị thảo luận câu kia. Còn có mấy đấy thầy Trung ơi? Trong đề còn câu 47 và 48 thôi thầy ạ. 48. Có thể thế được rồi. Mình cũng chưa lâu ấy nhỉ. Con hình này đấy nhá. Tôi quên không vẽ hình trước nên nó hơi mất thời gian một chút. A, B, C, D. Hình hộp chữ nhật, đáy là hình vuông à? A phải, B phải, C phải, D phải. A, B, C, D. Đúng không? Đó. Thế thì người ta cho BD bằng 2A rồi. Đây, tá nhẹ rồi đúng không? BD bằng 2A. Tính thể tích. Rồi, thế này, câu này thuộc câu dễ. Đúng không? Câu này thuộc câu dễ. Còn O là trung điểm của giao điểm của hai đường chéo đúng không? Thì góc giữa A phải B, C, A phải BD. A phải BD. Tôi nó tự xếp vào đây không xứng tầm đúng không ạ? Góc giữa mặt phẳng A phải BD với mặt phẳng ABCD là gì? Là góc giữa giao tuyến là BD rồi, hai người thẳng cùng ngôi giao tuyến thôi. Chính là góc A phải OA chưa? Góc này A phải OA bằng 30 độ đúng không nào? Thì mình tính này, AC bằng BD rồi. Thứ hai đường chéo bằng nhau mà, bằng 2A. Rút ra AO bằng A nhá. Chia A phẩy, nhường cao đi, A phẩy. Đây, AO bằng A rồi, A phẩy thì bằng AO. Nên tan góc 30 độ nhá. Bằng A căn 3/3. Tan 10 là căn 3/3 mà. AO, thế này xong vấn đề rồi nhá. Thế thì mình có BD. BD là đường chéo hình vuông thì bằng AB căn 2 đúng không? Rút ra AB thì bằng BD 2A trừ căn 2 bằng căn 2 A căn 2 được chưa? Như vậy diện tích của ABCD bằng 2A bình. Chiều cao có rồi. Chiều cao đây. Đây chia thể tích rất dễ đúng không? Thể tích ở đây khối hộp chữ nhật đúng không? Chú ý bằng A bình phương 2A bình phương căn 3/3 thôi nhé. Đấy chiều cao thôi. Ok nhá, câu này là đáp án gì nhỉ? 2A mũ 3 căn 3/3. Câu này là câu đáp án D nhá. Rồi, mình sang câu 47 à. Thầy Sơn có cách gì 47 hay không thầy Sơn? Thật ra là 4447 đấy theo em ấy là nó có hai cái hướng làm ấy thì xem là các thầy tham khảo thế nào ấy. Em có hai cái hướng làm có một cái hướng là có một cái hướng là chúng ta sẽ xét hàm đây này. Đâu? Thì đúng. Câu 47 đây thầy cũng có qua nhá. Thầy Sơn chuẩn bị cho thầy Sơn nhé, anh em cùng thảo luận cái vấn đề nhé, vì câu này là câu phân loại cao nhất của đề rồi. Sơn phân viết nhé, phân tích ra, xong rồi mọi người cùng thảo luận. Vâng. Cũng có cách rồi, cái câu này có đáp án rồi nhưng mà. Thực ra thầy sẽ phân tích cho em cái câu 47 này là câu khó nhất trong đề này, nhưng mà thầy có hai cách hướng làm, thì bây giờ thầy sẽ nói hướng làm trước nhá. Sau đó nếu bạn nào mà cần đáp án chi tiết đấy, thì tỷ lệ các thầy sẽ đánh máy và gửi đáp án chi tiết cho các bạn. Còn thầy sẽ phân tích hướng làm cái câu 47 này. Thì anh Chín gửi cho em đi. Gửi gì đấy, gửi cho đấy, chuyển mic cho đấy. Đúng chưa? Phân tích cái nhà cho chúng mình cùng có một cách nhớ. Ok, chuyển đi đấy. Ok, từ để em xem nó nằm đâu rồi. Đang hot okay đấy. Nhá. Đấy, ok. Yeah. Chuyển đi. Đấy nhá, bây giờ thầy với các em chúng ta sẽ làm bài này cho các em xem. Thực ra thì quan điểm của thầy á, đối với bài toán khó ấy, thì mọi bài toán khó ấy, nó xuất phát từ bài toán dễ ấy. Chứ không phải là chúng ta phải tìm mọi cách để chúng ta giải quyết nó dưới dạng bài toán đơn giản. Thì có một cái bài mà có một cái hướng làm ấy mà thầy suy nghĩ lúc giờ, nhưng mà thực lòng là nó vẫn chưa thực sự là thỏa đáng, tại vì nó còn cần bấm máy. Thực ra có một cái cách mà thầy làm là vẫn là còn phải bấm máy, mà thực ra thì các thầy là muốn hướng các em đến những bài toán mà chúng ta sẽ giải quyết nó mà không cần bấm máy. Đây cụ thể bài này như sau nhá. Thì cái hướng bấm máy của thầy, cái hướng mà chúng ta sẽ làm là như sau. Đầu tiên nhìn này là 27 nhá. Từ thầy đổ ra mực trắng trước, thầy cho phân tích hai hướng cho các em xem. Đây là 27 của thầy bằng 3x bình này, em cộng với xy đúng không? Thì bằng này, 1 cộng với xy được chưa? Nhân với 27 chính 1x đúng không? Thế thì đầu tiên chúng ta nhìn, chúng ta chưa nói cái gì cả. Quan điểm của thầy chưa nói gì. Thầy cứ thấy 27 với 27 này, thầy để về với nhau trước. Thì thầy có là 27 này, thầy có 3x bình, thầy trừ cho 9x, thầy cộng với xy thì bằng 1/1 cộng với xy rồi. Thì các em ok ngay, không vấn đề gì, đúng không? Thì thầy tin chắc tất cả các bạn chúng ta đều làm được đến đoạn này, đúng không nào?
Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy này, ở đây chúng ta có x bình trừ 9x mà xy. Ở đây chúng ta vừa có x vừa có xy và bên này có xy, thì thầy đang muốn hạ xy xuống để logarit 2 về. Thì ngay lập tức thầy có là 3x bình này, thầy trừ cho 9x này, thầy cộng với xy, thì thầy có bằng logarit cơ số 27 của 1 cộng xy. Thì các em thấy xy với xy này giống nhau chưa? Thì rất đơn giản là thầy có là 3x bình, thầy trừ cho 9x thì nó sẽ bằng là logarit cơ số 27 của 1 cộng với xy. Và ở đây chúng ta trừ cho xy thôi. Được chưa? Thế thì em nhìn đề bài của thầy là x của thầy thuộc khoảng nào? Thì các em để ý cho thầy nhá. Thì đầu tiên x của thầy thuộc khoảng này này. Tức là x của thầy sẽ thuộc khoảng từ 1/3 đến 3. Thế thì ngay lập tức thầy suy ra ngay là 3x bình này trừ 9x của thầy sẽ lớn hơn -27/4. Lớn -27/4 và bé hơn 0. À, cái này nếu các bạn nào mà lăn tăn thì các em vẽ bảng máy tính ra, hoặc em bấm máy tính số ra, các em sẽ cho máy tính chạy type ra là em sẽ tìm ra được cái 3x bình trừ 9x sẽ chạy trong khoảng từ -27/4. Thế lúc này thầy xét hàm f và t này. F và t của thầy bằng logarit của số 27 của 1 cộng với t, thầy trừ cho t. Thế thì suy ra f phải t của thầy này, thầy tính đạo hàm ở đây nó bằng 1 chia cho len 27 nhân với 1 cộng t, và thầy trừ 1 thì cho thằng này bằng 0 thôi. Được chưa? Thế thì lúc này là chúng ta sẽ có đây là cộng t nhá. Thì lúc này chúng ta sẽ giải ngay được là 1 cộng t của thầy sẽ bằng là 1 phần len 27. Thì suy ra t của thầy bằng 1 chia len 27 để trừ đi 1 thôi. Ok. Đó, các em thấy chưa nào? Thế thì đầu tiên chúng ta đã đẩy bài này đó. Một cái bài này chúng ta đẩy về cái hàm f và t rồi. Nhưng nói chúng ta sẽ có chỗ mà các em sẽ bị dễ sai. Thì các em cứ đây thầy. Thầy vẽ bảng máy thiên này. Thầy vẽ một cái bảng máy thiên ra. Thì ở đây có thể là t, ở đây có thể là f và t, và ở đây f phải t, và đây có thể là ft nhá. Ok chưa nào? Thì các em nước đây với thầy này, chúng ta có là t có thể bằng xy, thì t có thể phải lớn trừ 1, tại vì là chúng ta có logarit cơ số 27 của 1 cộng xy mà, cho nên là t của thầy này phải lớn hơn trừ 1 để cho cái biểu thức này nó có nghĩa, cho nên là chỉ xét từ trừ 1 thôi. Và cái này của thầy là bằng 1 chia cho len 27 trừ 1, các em bấm thì như thầy nhớ không nhầm thì bấm là -0.69 mấy á. Thế thì các em dùng máy tính em tấm tính xấp xỉ cái thằng này bằng 1.058. Ok chưa? Thế thì cái bảng máy thi của thầy sẽ là đây là âm, đây là dương. À quên, đây là dương, đây là âm. Thì chúng ta đi lên này, chúng ta đi liền, đi xuống. Thế thì bây giờ cái quan trọng nhất các em nhìn cái điều kiện của thầy này. Điều kiện fx của thầy, em nhìn nào. Đây là 3x bình trừ 9x của thầy. Nó chạy trong khoảng từ -27/4 đến 0. Tức là f và t này của thầy cũng chạy từ 0 đến 27/4. À quên, thầy xin lỗi. Đây là thầy đổi dấu nhá. Thầy nói qua cho, còn chi tiết thì chúng ta sẽ nói sau. Rồi ok, cái này nhỏ hơn 0 và lớn hơn -27/4. -27/4 nha. Thế thì đây thầy sẽ vẽ một đường thẳng y bằng 0 nằm đây. Đây một đường thẳng y bằng 0 nằm đây. Thầy vẽ một đường thẳng này. Ở đây có thể là y có thể bằng -27/4. Chưa? Tại vì tại sao lại ở đây? Tại vì ở đây có thể là có là đây là 1.058 à. Thầy xin lỗi nhá, đây là f và t chứ không phải f phải t đâu. Thế thì em quan sát của thầy như sau. Vậy cái của chúng ta là lớn hơn -27/4 và nhỏ hơn 0 thì nó nằm ở đây rồi. Ok chưa? Chỉ nằm trong khoảng này thôi. Thế các bạn nó hỏi thầy là thầy ơi, tại sao không nằm trong khoảng này? Tại vì -1 cái này em nhìn này, cái này có thể là vào -0.69 thì -1 nằm đây. -1 có thể chỉ nằm đây thôi. Thì nó không thỏa mãn cái nghiệm này, cho nên ta chỉ lấy trong khoảng này thôi. Tức là lúc này chúng ta sẽ phải bấm máy tính nhá. Lúc này các em bấm máy tính cái phương trình này. Phương trình logarit cơ số 27 của t cộng 1 trừ t bằng 0 và logarit cơ số 27 của t cộng 1 trừ t và bằng -27/4. Ok chưa? Đó, thì lúc này chúng ta sẽ tìm ra được ngay cái t này này và t này. Thì lúc này chúng ta sẽ có t sẽ lớn hơn có một cái giá trị a nào đó và lớn hơn giá trị b nào đó. Được chưa? Thế thì khi t lớn a lớn b thì chúng ta sẽ thấy là t bằng xy mà, thì xy của thầy cũng sẽ nhỏ hơn b và lớn a. Đó thì chúng ta suy ra ngay là xy rồi, thì nó khoảng y rồi. Tuy nhiên làm cách này ấy nó có một cái vấn đề mà các em dễ bị nhầm. Vì nếu như chỉ tìm thuận theo chiều này này thì các em sẽ tìm số lượng y nó rất lớn. Nhưng chúng ta phải nhớ cái điều kiện để cho thằng này có nghĩa là cái này. Khi với giá trị xy đó thì chúng ta phải tìm điều kiện cho y nữa. Thì chúng ta điều kiện cho thằng này luôn luôn mang dấu lớn không này. Cái một trên cộng xy luôn có nghĩa nữa thì chúng ta tìm điều kiện của y một lần nữa, thì giới hạn hai cái điều kiện này thì chúng ta sẽ tìm được y rồi. Và thầy tính nhầm y, thầy tính không nhầm hình như là y ở đây là 9 hay là 9 hay sao ấy. Y nhỏ bằng 9, hình như là em giải ra bằng 9 sao đấy. Đó. Thì đây là một cách nhá.
Còn một cách khác này, thầy cũng nói luôn cái cách hai để cho một số bạn. Thôi nói cái kết quả này ra cho mọi người hiểu luôn vấn đề. Tức là đây chỉ còn một ẩn thôi là kiểu gì ta cũng làm được. Đây chỉ còn một ẩn thôi là các bạn đã rồi về một biến rồi là hoàn toàn chúng ta xử lý được hết nhá. Cái này là xử lý được hết được chưa? Rồi thì... cái cách định hướng thứ hai là thầy nói đi. Xong rồi xong thì một cách này cũng được. Tìm cho các bạn kết quả đi, từ -2 đến 9 đi, -2 đến 9 bỏ số 0 đi. Đúng rồi, giá y của thầy lớn hơn -2 lớn 9. Nó sẽ có 11 giá trị nhá, từ -2 đến 9 bỏ số 0 đi. Cứ khi suy nghĩ kết quả để cho luôn đoán đi. Đúng rồi. Chỉ cần thế thôi mà các bạn hiểu mà đến đây chỉ còn còn các bạn tất cả bạn dùng máy tính cho mà ẩn thì còn còn thực ra bài này nó còn một cách nữa thì theo em nghĩ cách đó thì hắn lại có một cái nhược điểm là làm thì có thể là nhanh nhưng mà không phải học sinh nào cũng nghĩ ra được. Rồi. Cái cách đó nó có cái nhược điểm đấy thì thôi thì theo em nghĩ là phân tích thế thôi còn để em nghỉ ngơi mai mình chi tiết rồi thì 2K4 2K5 chốt câu 47 đi sơn chốt câu 47 đáp án gì đấy 47 là đáp án là C11 đấy 11 à 11 giá trị rồi có giá bằng là -2 9 nữa sẽ từ 0 đến 9 là mấy nhỉ từ 0 đến 9 là 10 à à -2 nữa -2 có bằng bỏ số không à có bằng cái chỗ này đấy cái chỗ này mình thay vào mình thử lại kết quả cho nó chắc hơn nhá -2 là chúng ta lấy cả 2 -2 -1 đúng không từ 1 đến 9 là 9 là 11 lấy cả cho bằng đúng không thì các em là 11 giá trị đấy một biến nữa các bạn đều làm được mà có gì đâu ok còn cách một cách kia thì nó hơi nó cũng chưa kiểm chứng được thì thôi như thế là kết quả các bạn làm thế là ok đề này được cách trên 9 thì rất ổn đấy đề này mà trên 9,6 là còn may mắn nữa đấy không phải dễ dàng đâu vâng đề này không năm nay đề năm nay đề hay đề hay đấy trời năm nay rất hay phần hóa tốt 10 cũng phải là trên cũng không thể như năm ngoái được không khả năng không nhiều 10 của năm ngoái đâu chỉ cái này còn may đề mắn. Này trên 9 là giỏi rồi thầy Chiến ạ. Trên 9 được lắm. Nói chung là trên 9 được 9 điểm là giỏi rồi. Và đây là cái đề cái câu 47 này là vẫn là mang cái tính chất là chúng ta đang là định hướng thôi. Đúng không các thầy? Đây là giải ra rồi anh ạ, giải ra rồi đấy. Dạ vâng, và giải ra như thế này là. Vâng. Cái đoạn kia mình tính được luôn rồi. Vâng. Dạ vâng. Đấy. Câu này trắc nghiệm nó có nhiều cách làm nhưng tự luận thì nó hơi lỏng ngoằng thôi thầy Thủ Phấn ạ. Dạ vâng, đúng rồi. Thầy Cao Phi có ý kiến gì không ạ? Về cái câu 47 này không ạ? Câu này chắc là khó nhất trong đề rồi. Dạ vâng. Cái này thì em xem trên một số nhóm cách giải cũng siêu dài. Vâng. Thôi cái cách mà các thầy tham khảo và các thầy đưa ra được như thế này là quý lắm rồi, là tốt rồi. Một trong những cái câu rất là hay. Cảm ơn các thầy rất là nhiều. Câu này hay ấy. Đầu tiên là anh mới lướt qua thì anh lại nghĩ là câu này là câu đơn giản, câu dễ hơn câu 46 nhưng không ngờ rằng là câu này là câu khó. Rồi các bạn cứ nghỉ ngơi đi mai thi tốt. Vâng. Rồi các thầy chuyển lại hát cho anh cái. Vâng. Rồi ta chia tay Trong đi tú. Sơn chuyển hát lại cho anh đi Sơn. Rồi ok anh ạ. Xong rồi anh. Ok. Thế chắc là hôm nay chúng ta thế thôi nhỉ? Vâng, từ từ để anh lên toàn bộ màn hình của anh em cái nào. Em alo dạ rồi đây nhỉ sao không lên được nhỉ em tắt xe đi em tắt xe của em đi em à vâng ok rồi cái này mình sẽ làm đáp án vâng dạ vâng chào quý vị phụ huynh và các em học sinh. Buổi live stream hôm nay của Toliha rất cảm ơn các thầy các cô đó là thầy Nguyễn Chiến, thầy Cao Phi, thầy Lê Hải Trung, thầy Quốc Sơn, các thầy đã đưa ra rất nhiều những cái phương án làm việc và gửi gắm lại những cái kiến thức vô cùng tốt, nhất là không những là cho các bạn 2K3 nhưng lại còn có cả các bạn 2K4 có thể xem lại rất là tốt cái video này. Đây. Chính vì thế cho nên cái video này thì không những là để làm live stream trong buổi hôm nay mà sau này thì chúng ta còn có thể làm được rất là nhiều vấn đề để các bạn có thể triển khai tốt. Chính vì thế cho nên đề nghị các bạn là nhất là các bạn trong cái phòng biên tập là chúng ta cùng đồng hành với các thầy các cô trong tất cả các cái buổi live. Ngày mai Toliha tiếp tục giải đáp và
giải quyết tất cả các câu của đề thi môn hóa và môn vật lý, tổ toa, tổ hóa và tổ vật lý cũng đã sẵn sàng. Rất mong là các thầy bên tổ toán, các thầy ủng hộ các thầy bên tổ hóa và tổ lý. Ngày mai xin gặp lại các thầy. Chúc các thầy là sức khỏe thật tốt. Và năm nay chắc chắn là các thầy sẽ có rất nhiều học sinh có điểm 9 và điểm 10 rồi. Tôi thấy cái đề như thế này thì tuyệt vời quá các thầy ạ. Cảm ơn các thầy. Vâng, đề năm nay mà để có trên 9 là xuất sắc rồi. Mà dạ vâng. Trên 9, 6 là còn xuất sắc nữa rồi đấy. Đúng may rồi mắn ạ. Nữa. May mắn. À, nếu mà cái đề này mà nếu được 9,8 thì là đấy là học sinh có sự may mắn rồi. Đúng không các thầy nhỉ? Vâng, thực ra cái đề này, cái câu 47 là nói thật lòng mình là giáo viên trong học sinh cũng chết luôn. Em cũng chết. Em cũng chết. Chết thì chết nhưng mà khoanh vào kiểu gì cũng dự đoán được là số 11. Còn các đáp án thì các cái câu kia thì mình làm được, nhưng câu này đúng là dính liền. Vâng. Em nhìn từ đầu là em đã thấy là dạ vâng. Xong rồi. Dạ vâng. Cảm ơn các thầy. Rất cảm ơn các thầy. Xin chào quý vị phụ huynh và các em học sinh. Tạm biệt các thầy. Vẫn like à? Xong rồi. Đang vẫn like bình thường mà. Chúng ta cứ sống động với nhau như thế này đi các thầy nhá. Chào thầy Trung. Thầy Trung thấy ai? À thầy Phi chứ. Thầy Phi thấy Tâm Anh có giống thầy Phi không? Chào anh nhá. Vâng. Anh có quả tóc nhất của thầy đấy. Vâng. Chào thầy. Sẻ quá nhá. Dạ vâng. Tất cả các thầy. Sao? Kết thúc đúng không? Đúng không? Kết thúc này.